Dạ chào mừng cả nhà mình. Dạ em đây đây phone gì anh đấy. Dạ dạ thì chào mừng cả nhà đến với chương trình Nhà Lao Động Hạnh Phúc, và hôm nay thì chúng ta đi tới buổi thứ ba của Giàu Tâm Thái. Tâm Thái là một phần mà Tân cực kỳ thích, bởi vì Tân thấy cái sự ứng dụng của nó trong đời sống hàng ngày chúng ta, anh chị đều có cái nguồn năng lượng an vui bao nhiêu mà trân trọng biết ơn. Hoặc chúng ta có nguồn năng lượng của tâm thái, hoặc là chúng ta có nguồn năng lượng của oán trách, sân si, giận dữ, thì chúng ta chọn cái gì, đúng không ạ? Nên là tâm thái là một phần mà Tân cực kỳ thích, nên là chia sẻ nhà mình thì hôm nay là buổi thứ ba. Và buổi hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tới phần đó là bao dung, và chúng ta sẽ tới một cái công thức nữa. Khi mà chúng ta đủ gọi là công thức rồi anh chị, thì chúng ta sẽ tới với một cái gọi là chúng ta đủ gọi là vật chất hóa những gì phi vật chất rồi, thì chúng ta sẽ đến với một công thức rất là quan trọng, đó là công thức vượt thoát vấn nạn phát sinh. Nếu như đâu đó anh chị nào đang có những cái vấn nạn phát sinh trong cuộc sống á, thì chúng ta tham khảo công thức này để xem, và rất nhiều người đang ứng dụng thành công rồi anh chị. Thì hôm nay Tân sẽ xin phép vào chủ đề luôn cả nhà. Rất là biết ơn sự hiện diện của anh chị ngày hôm nay. Biết ơn các anh chị đã dành thời gian để có mặt ở đây, thì chúng ta cứ an vui học hưởng thụ học tập nha cả nhà. An vui hưởng thụ học tập ha, để kích hoạt tâm nghiệp thức. Là anh chị nào thuận lợi á, thì có thể mình bật cam, thì mình bật mic để mình tương tác. Nếu chưa thuận lợi thì chúng ta tổng lòng yêu thương ha. Khi nào mình có cái điều gì đó thú vị hay đọc, có thể giao lưu đồng cả nhà. An vui hưởng thụ học tập ạ. Thì như hôm trước em sẽ điểm lại một tí ha, thì chúng ta đã đi qua học phần đó là về tâm thái, thì nó có an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Thì chúng ta đã đi qua đó là về trân trọng biết ơn. Trân trọng biết ơn là trạng thái, đó là cảm động nội tâm. Cảm động nội tâm là cảm nhận bên trong nội tâm là điều mình không xứng đáng có nhưng mình lại có. Và khi chúng ta có cái nguồn có sự cảm động nội tâm đó, thì nó sẽ xóa đi sự hiển nhiên, xóa đi sự hiển nhiên, và sự hiển nhiên bị xóa bỏ thì sao, oán trách cũng bị xóa bỏ, và lúc này trân trọng biết ơn sẽ hiển lộ. Trân trọng biết ơn và oán trách giống như là ánh sáng bóng tối vậy đó, đúng không ạ? Và có trân trọng biết ơn thì lúc này chúng ta sẽ không có oán trách, nhưng mà chúng ta là mất đi, là bị che mờ đi, thì oán trách nó xuất hiện, đúng không? Và chúng ta chỉ cần nuôi dưỡng cảm động nội tâm. Và cái quả của trân trọng biết ơn đó là chúng ta ghi nhận lý do hiện diện, tầm quan trọng của con người và tính hữu dụng của vạn vật. Và trân trọng thì sở hữu, biết ơn thì thiên trường địa cũ. Mình biết ơn thì sẽ bồi tăng những gì đang có. Anh chị nhớ bài học về trân trọng biết ơn ha, lát chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ ứng dụng nguồn năng lượng trân trọng biết ơn này vào cuộc sống như thế nào, đúng không cả nhà? Và chúng ta có nói với nhau về an vui. Về đó là an vui. An vui là an vui đó là trạng thái xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình, xuất phát từ nghe thấy nói biết mà không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình. Nhà mình để ý này giúp em ha, đó là nghe thấy nói biết không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình. Thì lát bao dung á chị cũng sẽ có không dính mắc, thì em sẽ phân tích nhà mình đó là hai sự không dính mắc này nó khác nhau như thế nào cả nhà. Và gốc duyên của an vui đó là tham tưởng về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy được buông, dừng, thôi hoặc dứt, nó là gọi là nhất từ thiền. Và quả của an vui đó là biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói và biết mình đang biết. Điều này rất là quan trọng, đúng không cả nhà? Hôm rồi chúng ta đi về người đạt tâm thái an vui. Nhà mình thấy được cái tầm quan trọng của gì ạ? Của an vui vậy, đó là gì ạ? Đó là đôi khi mình nghe một cái vấn nạn nào đó của đối phương, mình nghe và thấy vấn nạn của đối phương, thì mình biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, thì lúc này mình sẽ bảo hộ được năng lượng của mình. Còn nếu như nhiều người không biết cái điều này anh chị, và trước Tân cũng vậy, đó là mình lại bị hôn tập á, đấy là mình bị dính mắc bởi cái vấn nạn của cái người mà mình đang 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 nghe đó, thì cái điều đó nó lại hôn tập vào mình. Nhưng mà lúc mà biết được công thức này thì thực sự là cực kỳ là tâm đắc anh chị. Và lúc này chúng ta đưa cái trạng thái an vui vào đây để biết mình đang nghe, biết mình đang thấy. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với đó là một học phần, đó là bao dung và nguồn năng lượng đó vậy, của tâm thái gọi là tâm thái an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Chúng ta sẽ đi đến bao dung. Bao dung chắc nhà mình cũng hay nghe về bao dung, đúng không ạ? Thường nghe về bao dung thì anh chị liên tưởng tới điều gì ạ? Mình nghe về bao dung thì nhà mình có chia sẻ cùng với Tân được không ạ? Bao dung, lúc mình nghe về bao dung anh chị, thì mình hay nghĩ, mình hay có liên tưởng gì về bao dung cả nhà?
biết anh chị nào thuận lợi nha, anh chị phối hợp với Tân rồi nè. Dạ, khi nghe về bao dung á thì mình hay nghĩ tới cái gì anh chị, mình hay có liên tưởng gì về bao dung à? Dạ, khi nghe về bao dung. Bao dung là chấp nhận nhau, chấp nhận những cái sự khác biệt của nhau. Chấp nhận sự khác biệt. Còn gì nếu không chị xem nghe về bao dung thì nhà mình có hình ảnh gì không, có liên tưởng gì không? Dạ, có thể chị nghe khi nghe về bao dung thì có mình có một cái khái niệm gì về bao dung mình có thể là chia sẻ cũng được anh chị. Dạ, để anh Tân biết là nhà mình cũng dạ đang có thông tin gì về bao dung không cả nhà. Bao dung cho con người. Còn cái công việc mà thì vẫn phải chấp hành đúng, không bao dung như công việc. Mình thì thêm ý kiến như vậy đối với chị Thảo. Dạ. Còn gì nữa không? Còn gì về bao dung nữa mà anh chị được biết không? Và tại sao chúng ta lại cần bao dung? Tại sao chúng ta lại cần bao dung? Chị nghĩ là chị liên tưởng đến cái mà có cái bài hát mà của Làng Mai là có hiểu thì mới có thương ấy. Thì thực ra là mình thấu hiểu là ở đây không phải là, nghĩa là mọi người đều có những cái góc nhìn khác nhau và mọi người khác biệt ấy, khác nhau từ cái lớn lên, cái được nuôi dạy khác nhau này, rồi những cái trải nghiệm của mọi người cũng là khác nhau này, rồi là nền văn hóa vân vân, có rất nhiều thứ khác nhau, và vì thế nên là dẫn đến những cư xử khác nhau thì nó không giống như mình mong đợi ấy. Thì mình bao dung mấy cái đó, thế là mình hiểu nôm na thì là như vậy. Thế chị Thảo là bao dung có là có lỗi người không chị? Về xét về lỗi người trong bao dung thì sao? Ừ, thì nếu mà được học rồi thì là người không lỗi. Còn lúc chưa được học thì sao? Lúc mà chưa được học thì sao? À, chưa được học thì nghĩ là bao dung thì gọi là kiểu như đôi khi mình nghĩ là mình không thèm chấp, mình là bao dung ấy, đúng không? Nhưng thực mình ra mình sau này mình mình hiểu thấy có là lỗi mình nhưng khi mình mà không mình chấp đúng không, ý là mình cũng thấy có lỗi nhưng mình không có kiểu thế, không thèm chấp. chấp. Ừ, thôi thôi, không thèm chấp, không thèm nói, nghĩ Nhưng là mình mà như vẫn thế là đến bao bụng, dung đấy. nhưng mà vẫn đến bụng đúng Ờ không? ờ nhưng Dạ. mà sau này hiểu thế là cái tôi còn to to hơn cả, Dạ. và không thèm chấp là cái tôi còn to to tinh vi, kiểu cái tôi tinh vi ấy hả. Dạ, riêng chị Thảo Nên là vừa, vừa không trải qua thèm chấp. 6 ngày hả, 6 ngày 5 đêm nhiều bài học quá. Dạ, đi ơn cả nhà đã cùng phối hợp để em biết là nhà mình đã mình cũng là có cái thông tin gì về bao dung hay là khái niệm niệm gì về bao dung. Nên hôm nay Tân sẽ xin phép cùng cả nhà mình chia sẻ về đó là gì ạ? Đó là về chủ đề bao dung đúng không ạ? Thì đó, bao dung mình lúc bao dung thì mình hay liên tưởng tới đó là một con người rất nhiều cái bao hả. Dạ, vĩ đại đúng không, nghe bao dung thấy rất là vĩ đại đó. Thì mình có một số từ để mình làm rõ anh chị, một số từ để mình cùng làm rõ đó là chúng ta có khoan dung này, một số khái niệm để chúng ta cùng phân biệt ha, vị tha và tha thứ. À, chúng ta sẽ có một số khái niệm để phân biệt với bao dung ha cả nhà. Rồi. Một số khái niệm để phân biệt với bao dung. Rồi thì Tân sẽ mượn này. Tân sẽ mượn một cái hộp ở đây anh chị. Đây là một cái hộp, đây một cái hộp camera. Thì đây là một cái hộp. Thì đây Tân mượn cái hộp này để gì ạ? Giống như là lỗi người á anh chị. Nếu lỗi người là đây là 10 phần, cái hộp này là 10 phần anh chị. Nó giống như lỗi người á là 10 phần. Thì đối với tha thứ anh chị, đối với tha thứ á, thì lỗi người 10 phần. Lỗi người 10 phần. Và nó nhập toàn bộ luôn cái lỗi người này vào bên trong mình. Và sau một thời gian anh chị thì nó cắt gọt lại nó còn 7 8 phần. Thì đó gọi là tha thứ. Và cái tha thứ này anh chị, cái lỗi người vẫn còn á, bởi vì cái lỗi người vẫn còn nên là sau một thời gian mà cái lỗi nó tái lại anh chị thì họ sẽ sao? Họ sẽ bị dễ bị bung ra. Nha. Đó mình phân tích về tha thứ ha cả nhà. Đó là nhập vào thì cái lúc này anh chị thì nó còn khoảng
cái lỗi người 20 phần nó nhập vào thì lúc này nó vơi bớt, nó còn 7-8 phần. Rồi, vì tha. Vì tha thì vẫn là lỗi người 10 phần này, vẫn là lỗi người 10 phần. Nhưng mà cắt gọt sau đó anh chị, cái lỗi người á nó qua cái góc nhìn của họ, nó cắt gọt sau đó nó còn 7-8 phần nó nhập vào bên trong họ. Và sau một thời gian anh chị thì cái lỗi đó đó 7-8 phần á nó còn 4 đến 5 phần. 4 đến 5 phần. Là vẫn đang dưới mức trung bình đúng không anh chị? Dưới mức trung bình. Thì nhưng mà sau thời gian anh chị thì nếu mà cái lỗi tái lại á thì cái người này này họ lại cũng đôi khi họ lại cũng khó để tha được cái lỗi đó anh chị. À, thì đó là vị tha và khoan dung. Khoan dung thì vẫn là lỗi người 10 phần. Đây, cái hợp này là lỗi người 10 phần này. Nhưng mà cái người vị tha thì cái góc nhìn của họ là họ cắt gọt sau đó thì cái lỗi người này này nó sau thời gian anh chị nó nhập vào trong họ chỉ 4 5 phần thôi. Nó nhập vào 4 5 phần và sau một thời gian thì nó còn 1 tới 2 phần anh chị. 1 tới 2 phần. Và dần dần sau thời gian thì đôi khi nó quên luôn. À, họ sẽ quên đi cái lỗi đó luôn. Nhưng mà bản chất thì cái lỗi người anh chị nó vẫn nhập vào bên trong họ. Còn bao dung là sao anh chị? Bao dung. Bao dung là không thấy lỗi người. Bao dung là không thấy lỗi người. Và tại sao lại nói bao dung là không thấy lỗi người anh chị? Thì chúng ta sẽ đến với cái khái niệm của bao dung thôi cả nhà. Vì bao dung là không dính mắc. À, đây, tôi sẽ chia sẻ với cả nhà về khái niệm của bao dung ha. Bao dung. Anh chị thuận lợi thì có thể ghi về khái niệm về bao dung ha cả nhà. Có một khái niệm của UNESCO về bao dung. Thì đây cũng chính là cái gốc vật chất hóa của bao dung. Thì bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình. Bao dung là tôn trọng sự thấu hiểu và khác biệt của người khác đối với mình. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán. Trong phong tục tập quán. Phải quan niệm sống. Niềm tin và tôn giáo. Chủng tộc và cách thức hành động. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán, quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Đây là định nghĩa bao dung của UNESCO và chúng ta có đó là gốc gốc quả. Chúng ta có phát triển bao dung trên nền tảng nhân duyên quả luôn cả nhà. Có nhân, có duyên và có quả. Quả của bao dung đó là tôn trọng. Tân sẽ đọc lại trọn vẹn về khái niệm của bao dung theo dính cô ha. Nhà nhà mình có thể rà lại khái niệm ha anh chị. Bao dung là tôn trọng,
thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán, quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Chúng ta có tôn trọng, chúng ta có thấu hiểu và chúng ta có chấp nhận. Đây là định nghĩa của UNESCO về bao dung. Dạ, và khái niệm quan trọng lắm anh chị. Giống hồi nãy mà đầu giờ đang hỏi là nhà mình có quan điểm như thế nào về bao dung, có khái niệm như thế nào về bao dung anh chị. Thì lúc trước mình học thì cũng rất là ngại về khái niệm, ủa sao mà học nhiều thế. Nhưng mà sau này ngộ một điều đó gì anh chị, nó giống như cái cấu trúc là cái công thức là tam giác hiện thực á, thì một cái biểu hiện vật chất anh chị nó được hiển lộ khi nó có gốc thông tin, có gốc năng lượng và có vật chất, thì cũng là đại diện là nhân duyên là quả đó anh chị. Thì chúng ta nắm chắc được thông tin đó, bởi vì vạn vật nó đều có cấu trúc thông tin khác nhau đúng không, nên nguồn năng lượng phát ra khác nhau và biểu hiện vật chất khác nhau, nên lúc này mình biết à vậy là thông tin bên trong anh chị nó chính là biểu hiện, nó sẽ biểu hiện vật chất ở bên ngoài, nên là chúng ta chắc được cái khái niệm, chắc được thông tin đó anh chị. Thì mỗi lần mà cần gì đó chúng ta bật ra các giống như bản thú chương anh chị, thuộc tới độ giống như bản thú chương á, mình cần một cái mình bật ra, mình cần cái bật ra, 2 x 2 là 4, 5 x 5 25, mình bật ra vậy đó anh chị. Đó, mình có cái khái niệm mình nắm chắc gì đó thì mình ứng dụng sẽ rất là dễ. Nên có thể mình nghe đâu đó những cái bài chia sẻ, những bài pháp rất là hay, nhưng mà chúng ta không được công thức, giống như chúng ta không được vật chất hóa, đấy là không có công thức, và đôi khi chúng ta lại không có gì để chúng ta lưu trữ cả, thì cái lúc cần anh chị chúng ta lại quên mất đi cái thông tin đúng không. Nên nếu mà đâu đó ai đó có nhắc nhở chúng ta thì lúc này chúng ta mới mới nhớ được. Nên là anh chị nếu mà được á, dạ nhà mình ghi chép lại, hoặc là nhà mình có thể vẽ lại cái đồ hình này này. Dạ, nhà mình vẽ lại đồ hình này thì chỉ cần một lần thôi là anh chị sẽ nhớ nó trọn luôn anh chị. Nên là học một lần thì chúng ta trọn đời chuyển hóa hai cái nhà. Dạ, anh chị nào thuận lợi chúng ta ghi chép ha. Nếu mà chưa chưa kịp phút nào cứ cho Tân hay ha anh chị. Rồi, chúng ta có tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận. Dạ, đây là quả của bao dung. Đó là chúng ta phân tích trên cái khái niệm của UNESCO thôi. Đó là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán này. Chúng ta có phong tục tập quán này, trong quan niệm sống này, niềm tin và tôn giáo này, chủng tộc và cách hành động này. Đó, đó là gì ạ? Chúng ta biết là mỗi đôi khi mỗi vùng miền chúng ta là đã mỗi cái văn hóa khác nhau rồi đúng không? Mỗi tôn giáo cũng có văn hóa khác nhau, và đôi khi mỗi quốc gia, mỗi nước đó, chúng ta cũng có những cái văn hóa nó khác nhau. Kể cả mỗi gia đình cũng vậy anh chị, mỗi gia đình chúng ta cũng đã khác nhau rồi, nên mỗi cá nhân đâu đó mỗi cá nhân cũng khác nhau. Nên chúng ta ở đây chúng ta tôn trọng họ, rồi chúng ta thấu hiểu, mà muốn thấu hiểu thì chúng ta phải lắng nghe thì mới thấu hiểu, trong học phần yêu thương đúng không anh chị. Dạ, muốn thấu hiểu thì chúng ta phải lắng nghe, mà muốn lắng nghe thì chúng ta phải lắng lại để chúng ta nghe. Đôi khi có những người họ cũng rất là khác biệt so với người bình thường, nhưng mà đôi khi chúng ta bị dính mắc á, chúng ta cứ nghĩ là à phải như thế này phải như thế kia anh chị, và chúng ta gán cái điều mà chúng ta muốn á, rồi cái tham tưởng á lên người khác, nên mỗi lần ai đó mà làm không hài lòng mình chẳng hạn, thì lúc này có phải là lúc này mình rất là khó để bao dung không? Và Tân lúc trước là Tân một người nói thiệt là Tân ít rất ít bao dung anh chị, bởi vì Tân luôn giống như muốn làm theo ý mình và người khác anh chị là cũng theo ý mình, tới bây giờ thực ra là vẫn còn anh chị, nhưng mà thực ra là Tân cũng đang tập thôi và cũng đang hướng tới là trưởng thành thôi anh chị, chứ chưa phải là hẳn. Bởi vì mình biết là bao dung, cái nguồn năng lượng an vui, bao dung và trân trọng biết ơn anh chị là nguồn năng lượng rất tuyệt vời để giúp cho chúng ta, đó là chúng ta có cái cuộc sống như ý. Và bao dung này này là chúng ta cũng đang bảo vệ chính mình, thì lát Tân sẽ chia sẻ làm sao là bao dung là chính là bảo hộ năng lượng cho chính mình nha anh chị. Đó, thì lúc trước là Tân hay quy chụp người khác đó, phải như thế này phải như thế kia vậy đó, nhưng mà càng như vậy anh chị, cái người nào mà càng như vậy thì lại thấy là càng dễ sân si á, dễ dễ bực mình, dễ bực bội, dễ nóng giận. Và Tân quan sát lại thì đôi khi mình cũng có một cái sự ảnh hưởng gia đình, nếu nên nếu đâu đó anh chị những cái tính cách hiện tại của mình đó chị, có thể mình đã huân tập từ trước đó, cái môi trường á, có thể mình đã huân tập ở đâu đó, có thể là gia đình, cũng có thể là môi trường học tập của mình, và hoặc là bạn bè của mình,
thực ra đâu đó mình huân tập mình mới có cái tính đó không chị, nên mình có thể quán lại để mình có thể mình điều chỉnh cái môi trường phù hợp á anh chị. À thì bắt đầu Tân và Tân hiểu về điều này, nên là Tân học cách đó là tôn trọng người khác, à tôn trọng kể cả cái tính cách của họ này, cái quan niệm sống của họ này, cái niềm tin của họ này, tôn trọng tôn giáo này, đúng không? Rồi đó là phong tục tập quán. Đôi khi cái nét đẹp của anh chị của mỗi quốc gia, mỗi vùng miền nó đã khác nhau rồi. Nhưng mà chúng ta đôi khi người Việt Nam là chúng ta nhìn thấy rất là đẹp đúng không? Nhưng anh chị thử ra nước ngoài coi cái chuẩn đẹp của mỗi nước là khác nhau. Anh chị đi coi một số nước anh chị cái chuẩn đẹp họ lạ lùng lắm. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại áp đặt cái chuẩn, mình ví dụ mình lấy cái chuẩn đẹp của Việt Nam thôi mà mình lấy qua nước khác á, đôi khi nó đâu hợp đâu anh chị. Đó nên là chúng ta chúng ta tôn trọng, chúng ta thấu hiểu. Và còn chấp nhận nữa nè anh chị. À, chấp nhận đó là chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. À mà chúng ta chấp nhận cho họ trong một cái giới hạn nhất định, à trong một cái giới hạn nhất định, thì làm sao để chúng ta làm sao chúng ta để chúng ta có được tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận trong cái giới hạn nhất định đây, thì nó nằm ở một cái từ, đó là cái từ vị trí anh chị. Có một cái từ là vị trí, quan trọng chúng ta đứng ở vị trí nào. Hay Tân hay nói là, ví dụ Tân hay nói là một cái ly nước đi, Tân mượn hình tượng một cái ly nước ở cả nhà. Đây, một cái ly nước. Cái vị trí nó cũng giống như một cái ly nước này. Chúng ta đang đứng ở cái vị trí thấp là dưới chân núi, hay chúng ta đứng ở vị trí cao. Nếu mà chúng ta đứng ở vị trí thấp sao thì chúng ta cũng rất là thấp. Nếu mà người khác họ họ cao hơn á thì đôi khi mình đã thấy là gì ạ? Chúng ta đã thấy khó chịu, nó giống vậy. Đó là một cái ly nước rất là ít nước như này, mà bây giờ Tân có một đấm muối, có một ly nước, Tân có một đấm muối, thì lúc này sao, nếu như đấm muối này bỏ vào ly nước thì theo anh chị là uống được không? Ví dụ như có một ly nước và Tân có một đấm muối, thì đấm muối là vấn đề đúng không anh chị, là một cái vấn đề đi, thì cái lúc này đấm muối này bỏ vào ly nước đó, thì có uống được không anh chị? Thì có phải lúc này khó để bao dung không, khó để bao dung không? Bởi mình thấy vấn đề nó to quá, với cái vị trí mình đang thấp, cái ly nước nó giống như là vị trí thấp vậy đó anh chị. Với vị trí đang thấp á, và ly nước thì đang rất ít nước mà nắm muối thì nó nhiều, thì chúng ta mặn nó không uống được đâu. Nhưng anh chị hình dung bây giờ không phải là một chiếc ly nữa, mà là một cái hồ nước rất là to. Chúng ta cái vị trí chúng ta nâng lên, và chúng ta ở trên đỉnh núi hay là một cái nơi nó cao hơn so với vị trí này. Dung mà anh chị hình dung không, chữ dung anh chị, chữ dung là nó giống như nó chứa vậy đó anh chị, bao dung, anh chị hình dung giống như chứa vậy đó. Thì các bạn lúc này cái chứa rất là lớn, thì một đám muối này so với một cái hồ nó không là vấn đề đúng không anh chị. Thì lúc này một người họ đứng cái vị trí cao hơn so với cái vấn đề đó, thì cái đó nó còn là vấn đề không anh chị? Thì cái lúc này nó phụ thuộc vào gì ạ? Đó là cái chứa của chúng ta, cái dung anh chị. À và cái chứa chúng ta như thế nào, đó là chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến điều tốt đẹp. Dạ nên là nó nằm ở cái giới hạn của mình á, là cái chứa của mình tới đâu. À, nên cái bao dung này nó hiện tại nó sẽ đang phụ thuộc từng người, nó không ai giống ai hết anh chị. Nhưng nếu anh chị ở đây anh chị hiểu được điều này này, thì mình Tân có chia sẻ đó, đôi khi mình chỉ cần mở cái dung ra là mở mở cái tâm ra, mở cái chứa ra anh chị, thì một hồ nước á mà một nắm muối bỏ vào nó không có gì di chuyển đúng không? Nhưng nếu mà một chiếc ly mà chúng ta bỏ nắm muối vào thì đó là một vấn đề. Thì có phải là người họ đang còn còn nhỏ đúng không, thì họ khó bao dung, cái vị trí họ đang thấp đó. Mình nói về năng lượng thôi ha, mình nói đang nói về năng lượng thôi, thì họ khó bao dung. Nhưng mà một người ui nọ họ năng lượng rất là cao rồi đúng không, cái sức chứa họ rất là lớn rồi, thì lúc này họ sao nó không phải là vấn đề. Nên Tân may mắn thì Tân may mắn được học cùng minh sư của Tân, hay gọi là minh sư Tân là chứa đựng triệu con tim anh chị. Thì chị Thảo cũng có học này, chị Thảo thấy vậy, năng lượng là siêu cao đó, siêu cao, cao là kia, siêu cao là rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái năng lượng toát ra là siêu cao. Bởi vì vậy cái điện từ á, cái trạng thái nội tâm cân bằng thì năng lượng là siêu cao chị Thảo, thì năng lượng là siêu cao và chứa hàng triệu con tim. Thì lúc này anh chị một người nào đó họ có vấn đề nào đó cũng chả là vấn đề với minh sư cả. Nên là chúng ta chứa giống như là chúng ta chứa như thế nào, chúng ta chứa được bao nhiêu người đó anh chị. Đó thì rồi thì anh chị
hiểu về tôn trọng thôi và chấp nhận, nghĩa là đây là khái niệm của UNESCO anh chị, nhưng nó cũng vậy. Nhưng nếu mà cái lỗi người lập á, hay là cái lặp lại, hay là cái chỗ này nè, cái giới hạn của chúng ta nó còn nhỏ thì đôi khi chúng ta lại khó bao dung. Thì lúc này sao anh chị, thì lúc này chúng ta phát triển khái niệm nguồn, chúng ta có còn gốc nhân của bao dung và còn gốc duyên của bao dung, thì chúng ta cùng đi tiếp gốc nhân và gốc duyên của bao dung thôi cả nhà. Dạ anh chị thuận lợi thì nhà mình ghi ha, nhân của bao dung hay là thông tin hóa của bao dung, quả là vật chất hóa nha anh chị, nhân là thông tin, à thông tin hóa của bao dung. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì. Bao dung là trạng thái nhận thức nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí. Bao dung là trạng thái nhận thức nội tâm không dính mắc vào bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Bao dung là trạng thái nhận thức nội tâm. Bao dung là trạng thái nhận thức nội tâm. Tâm sẽ ghi cùng với nhà mình ha. Dạ. Bao dung là trạng thái. Dạ chào anh Thắng. Trạng thái nhận thức nội tâm. Bao dung là trạng thái nhận thức nội tâm không dính mắc vào bất kỳ điều gì. À chỗ này là chữ không dính mắc. Điều gì trong tâm diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài không dính mắc. Dạ. Rồi ta sẽ đọc lại chỗ nhân ha, hay gọi là thông tin hóa ha. Bao dung là trạng thái nhận thức nội tâm không dính mắc vào bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Bao dung là trạng thái nhận thức nội tâm không dính mắc vào bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Dạ. Rồi. Chúng ta sẽ đến với gốc duyên hoàn chỉ, đó là năng lượng hóa của bao dung. Bao dung là trạng thái mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Bao dung là khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Thì bao dung này đang phát triển tên gì ạ? Nhân và duyên của bao dung đang phát triển theo đó là cấu trúc con người. Các anh chị có theo cấu trúc con người thì các anh chị hiểu đúng không ạ? Thì đây chính là cấu trúc con người. Dạ, và Tân sẽ nói về học phần là an vui, bao dung và trân trọng biết ơn anh chị. Thì đôi khi để anh chị hiểu hết á, một số anh chị nào nếu như anh chị hôm nay mới nghe về học phần này à, thì để anh chị hiểu hết thì Tân có để một cái đường link bên dưới, đó là về cấu trúc con người, để anh chị có thể hiểu về cấu trúc con người, hiểu mình luôn đó anh chị. Đây là một cái tri thức rất là tuyệt vời, cấu trúc con người. Dạ, thì anh chị có thể xem một số thông tin Tân để bên dưới ha. Dạ, để mình hiểu về tham tưởng, về tánh người, rồi về tánh không, rồi về sự chân thật. Dạ, và cấu trúc con người là một tri thức tuyệt quý, mà đã là con người thì Tân nghĩ là chúng ta rất là xứng đáng chúng ta tìm hiểu trong cuộc đời này. Dạ. Rồi. Bao dung là trạng thái mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại, tham và tưởng được dừng lại này. Tân sẽ ghi là tham và tưởng được dừng lại. Anh chị nào mà sau này anh chị muốn chia sẻ lại, anh chị có thể vẽ đồ hình như Tân này. À, vẽ đồ hình vào sổ để sau này chúng ta có thể chia sẻ lại ai đó dựa trên cái công thức này này, và chúng ta phát triển khái niệm ra thì dễ nhớ nha. Tham và tưởng được dừng lại. Rồi chúng ta cùng phân tích chỗ nhân của bao dung và duyên của bao dung cả nhà. Là trạng thái nhận thức nội tâm không dính mắc vào gì, không dính mắc vào bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí. Dạ. Thì không dính mắc anh chị thì chúng ta còn nhớ đó là gì ạ? Đó là các trạng thái nhận thức nội tâm không anh chị? Dạ. Còn nhớ các trạng thái nhận thức nội tâm không? Về trí tuệ đó anh chị. À thì Tân sẽ chia sẻ lại ha. Rồi. Thì đây, đó là chúng ta có 5 tầng bậc nhận thức nội tâm tương ứng với gì ạ? 5 tầng bậc trí tuệ đó anh chị. Đó. Thì tầng bậc nào theo anh chị này? Tầng bậc nào thì chúng ta không dính mắc này, không dính mắc. Dạ. Thì ở tầng bậc nào thì chúng ta không dính mắc ạ? À? Dạ, nhà nhà mình có thể phối hợp và thuận lợi anh chị cái bậc bích anh chị. Từ tầng bậc nào thì chúng ta không dính mắc? À, anh chị phối hợp với Tân là anh chị nhớ nhớ bài luôn đó. Từ tầng bậc hai Dạ, thay hay chị. tầng bậc ba nhỉ, Dạ, chị Nga, thay chị không Nga nội tâm thì chúng ta em. không. Chị thì tầng bậc ba, tánh không của nội tâm, có nghĩa là mình tánh không của nội tâm Dạ. tầng bậc ba. Tầng bậc 3 thì tầng bậc 3 là đúng rồi nha anh chị. Tầng bậc 3 là đúng rồi. Nhưng mà dạ.
thêm từng bậc hai nữa đã không dính mắc về nè, phân tích nhìn chị nha, không dính mắc và bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí đó là tầng bậc hai, là vậy. Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân, xuất phát từ chính tôi, không phải lỗi do tôi, là từ tầng bậc hai đó chị, đó là không dính mắc rồi nè, không dính mắc vào bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài, thì chúng ta đâu có bị dính mắc đâu, bởi vì chúng ta nhận thức đó là cội cuộc sống từ chính tôi mà, nên là bên ngoài có tác động á, đúng không, thì chúng ta cũng không có dính mắc. Chị Nga nhớ chỗ này không? Nhận thức từ bản thân mà, thì từ tầng bậc 2 trở đi á là chúng ta đã không dính mắc rồi. Tầng bậc 3 là đúng rồi nha anh chị, nhưng mà chúng ta có cái tầng bậc 2 nữa, là lúc này chúng ta là từ có trạng thái nhận thức nội tâm tầng bậc 2, là chúng ta là chúng ta đã không dính mắc, và lúc này bao dung rồi anh chị. Và tham tưởng được dừng lại. À, đối với cái gốc duyên này là tham tưởng được dừng lại, tham tưởng được dừng lại thì đơn giản là vậy thôi. Đôi khi chúng ta tham tưởng nhiều quá, tham tưởng nhiều quá, đôi khi chúng ta nè, tham tưởng đôi khi ở đây nè, các anh các chị có gia đình nè, ví dụ anh chị tham tưởng gì về con chia sẻ tí nè, đôi khi mình hay la con đúng không, thực ra mình đang tham tưởng gì về con đúng không, tham tưởng mới la chứ. Chứ đôi khi nếu mà một người bình thường mà hay gọi là mình nói về giống bữa chia sẻ câu chuyện ăn vui đúng không, thấy con khỏe mạnh là vui rồi thì sao mà la, thì tại sao la con à? Tại sao la con à? Mình có tham tưởng đúng không? Nên là hỏi là người như thế nào thì khó bao dung, đó là người có nhiều tham tưởng anh chị, người nào càng nhiều tham tưởng thì người đó càng khó bao dung, nên là cái lúc này anh chị muốn bao dung đó, thì chúng ta tham và tưởng chúng ta dừng lại, dừng lại đôi khi không phải là chúng ta không có tham tưởng, không phải là không có anh chị, đã là con người mà tham tưởng thì lúc nào cũng có, nhưng ngay cái khoảnh khắc đó anh chị, chúng ta dừng lại tham tưởng, ngay khoảnh khắc đó chúng ta dừng lại tham tưởng, giống đơn giản vậy thôi. Đó là ví dụ như là chúng ta đi đi làm về, chúng ta đi làm về đi, ví dụ một người chồng đi làm về thì vợ nói gì vậy, nó là hôm nay giống 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 vợ hẹn là hôm nay thì anh về thì em sẽ chuẩn bị sẵn cơm cho anh, thì bình thường cũng hay vậy đúng không, nhưng Đúng mà rồi cái lúc mà chồng về đến á thì người vợ nói là em có việc nên em ra ngoài rồi, nên là anh có gì anh nấu gì đó anh ăn đi, bởi vì người chồng đã có một cái tham tưởng là về nhà là có cơm ăn, nhưng mà bây giờ về nhà thì sao ạ, không có đồ ăn mà không có vợ luôn mà còn phải nấu nữa, mà lúc này đang đói, thì có phải là tham tưởng là có đồ ăn nhưng về nhà không có đồ ăn, thì có phải lúc này sao ạ, dễ bị sân lên không anh chị? Nhưng mà lúc này sao ạ, đôi khi chúng ta dừng lại tham tưởng, dừng lại tham tưởng, dừng lại thì sao, lúc này chúng ta có thể tự mình vào bếp để chúng ta chuẩn bị món được không, để chúng ta ăn, nên thực ra là cái tham tưởng này anh chị, người nào càng nhiều tham tưởng mà chúng ta không biết cách dừng lại thì càng khó bao dung, nên ở đây ngay cái khoảnh khắc đó anh chị, thì chúng ta dừng lại cái tham tưởng của mình là chúng ta có sự bao dung. Và ở đây anh chị phân tích một tí về cái không dính mắc này, hồi nãy có chia sẻ nhà mình bậc mấy là không dính mắc, thì nhà mình có làm rõ với nhau đó, bậc hai là không dính mắc đúng không, nhưng mà nhà mình có thấy là bao dung có không dính mắc đúng không, và an vui cũng có không dính mắc. An vui là ở cái góc nhân nó xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình, xuất phát từ nghe thấy nói biết không dính mắc vào lớp tánh và lớp tình, thì hai cái không dính mắc này theo nhà mình giống nhau không? Hai không dính mắc này theo nhà mình giống nhau không? Đều là không dính mắc đó. Nghe nhầm hai cái không dính mắc này. Nghĩa là an vui thì không dính mắc vào lớp tánh lớp tình, còn bao dung thì không dính mắc vào tham tưởng, không dừng lại tham tưởng, hoặc là không không dính mắc vào cái đối tượng của mình.
thì kia là cũng phân biệt, không phân biệt rồi không có lớp tánh lớp tình. Dạ. Không dính mắc vào lớp tánh lớp tình thì có phải là đón nhận bằng lớp tâm không? Dạ, mà đón nhận lớp tâm thì mình phải có gì ạ? Đó là sự chân thật. Đúng không? Có sự chân thật và sau đó khởi lên, đó là tánh không của nội tâm. Thì hay nói là gì ạ? Cái không dính mắc của an vui á, đó là chúng ta dùng tánh không. Dạ, nhầm có thể ghi ha. Không dính mắc của an vui để mình phân biệt luôn anh chị, để sau này cái câu này là trước tình cũng hay nghi vấn lắm. Ừ. Thì sau thời gian thì cũng được giải đáp anh chị, đó là không dính mắc của an vui, đó là dùng tánh không, đó là gì, dùng sự chân thật để đón nhận và sau đó khởi lên, đó là tánh không của nội tâm, à gọi là dùng tánh không. Còn không dính mắc của bao dung anh chị là đang dùng tánh người. Dùng tánh người giống như Thảo vừa nói đó, đó là gì, chúng ta dừng lại tham tưởng thì giống như ở đây chúng ta gọi là chúng ta dụng công anh chị. Chúng ta dụng công để chúng ta tách ra, à chúng ta dụng công anh chị để chúng ta tách ra, chúng ta tách giữa gì ạ, đó là chúng ta tách giữa tâm và cảnh ra vậy đó. Nên là bao dung á chị, bao dung là đang dựa trên nền tảng đó là tánh người, còn an vui á chị đó là tánh không. Nếu nếu là bao dung tốt nhất á là đó là gì ạ, đó là chúng ta bao dung trên nền tảng của an vui luôn là tốt nhất, hoặc tốt nữa thì đó là dùng an vui thôi. Nhưng mà ban đầu nghĩ là cũng thấy cần bao dung. Thì minh sư của từng cái chia sẻ đó là tốt nhất đó là gì ạ, đó là an vui thôi thì không cần bao dung nữa anh chị. An vui là không cần bao dung nữa nha. Nên là nhà mình phân biệt ha, là bao dung á là vẫn đang dùng tánh người, đang dùng tánh người để mình tách nó ra hay dừng lại tham tưởng như này này, thì chúng ta dụng công để nó tách ra hay gì ạ, hay là một số anh chị đó là dùng thiền á, dùng thiền cũng là một cái phương pháp, đó là dụng công để ép cái tánh người, ép cái tánh người là chúng ta tách tâm cảnh ra đúng không, thì chúng ta đang gì, chúng ta ép cái tánh người là. Và có một cái bài thơ kệ này thì làm Tân nhớ bài thơ kệ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cũng có chia sẻ nhà mình đúng không. Thì xin phép đọc lại để nhà mình có thể là hôm nay chúng ta trên cái câu chuyện bao dung này, chúng ta phân tích cái bài này, đó là gì, đó là ở đời vui đạo cứ tùy duyên, đói thì ăn ngay mệt ngủ liền, của báu trong nhà vui tìm kiếm, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Ở đời vui đạo cứ tùy duyên, đói thì ăn ngay mệt ngủ liền, anh chị thấy ăn vui không? Đói thì ăn mệt thì ngủ, ăn vui anh chị, anh chị đang của báu trong nhà thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Đó là chúng ta vậy, đó là chúng ta tách cái tâm cảnh ra đó anh chị. Và nếu như vậy, nếu như chúng ta có cái cách để tách tâm cảnh ra thì coi chúng ta cũng không nhất thiết cần thiền, chúng ta vẫn tách được anh chị. Thì đây đây bao dung đó gì, chúng ta có một cái trạng thái nhận thức nội tâm không dính mắc, không dính mắc vào bất kỳ điều gì diễn ra trong trong tâm trí. Và ở đây gì ạ, tham tưởng, dừng lại tham tưởng thì lúc này chúng ta cũng có thể gì ạ, tách được tâm và cảnh ra thì chúng ta cũng đạt được bao dung đúng không anh chị. Nên là ở đây chúng ta thực ra là thiền cũng là một cái phương pháp để chúng ta tách tâm cảnh, nhưng mà nếu như hôm nay chúng ta biết cái phương pháp này này thì chúng ta chỉ cần gì ạ, đó là chúng ta có cái nhận thức nội tâm và sau đó chúng ta gì ạ, dừng lại tham và tưởng của mình. Và ở đây anh chị, đó là người lãnh đạo bao dung là người lãnh đạo như thế nào. Người lãnh đạo bao dung là người lãnh đạo như thế nào, mình đang là chương trình nhà lãnh đạo hạnh phúc đúng không anh chị. Nếu như người, hay là nếu như người lãnh đạo mà có cái sự bao dung thì sẽ như thế nào, thì chúng ta có công thức gì ạ, chúng ta có khái niệm của bao dung đó là chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một cái giới hạn nhất định để hướng tới hướng họ tự giác tới điều tốt đẹp. Đó là gì ạ? Nếu như người lãnh đạo họ có cái sự bao dung đó, họ có sự bao dung, họ có tình yêu thương, họ có sự bao dung thì cái lúc này có phải là hướng cái người nhân viên tự giác đến điều tốt đẹp không anh chị? Nếu như người lãnh đạo
người giám đốc có sự bao dung thì có phải là hướng nhân viên đến điều tốt đẹp không? Và nếu như ba mẹ biết bao dung thì sao anh chị? Nếu như ba mẹ biết bao dung thì sao? Thì có phải là hướng con cái tự giác hướng tới điều tốt đẹp không? Ba mẹ bao dung thì gì ạ? Giúp cho con cái tự giác hướng tới điều tốt đẹp. Và có một cái câu nói mà từng được Minh Sư nhắc nhở đó gì ạ? Đó là về về gia đình anh chị, đó là gì ạ? Nếu như gì ạ? Ba mẹ mà phản ứng thái quá trước hành động của con á, thì sẽ sinh ra những đứa trẻ nói dối. Nếu ba mẹ phản ứng thái quá trước hành động của con á, thì sẽ sinh ra những đứa trẻ nói dối. Theo anh chị cái câu này luận giải như thế nào? Một số anh chị đã có con, đã có gia đình này, thì nhà mình nghĩ sao về câu nói này? Nếu gì ạ? Ba mẹ phản ứng thái quá trước hành động của con thì sẽ sinh ra những đứa trẻ nói dối. Nên anh chị thấy là cái sự bao dung quan trọng không? Đối với gia đình không? Cái này đúng mà, vì là thực ra trẻ con nó, người ta phải có một cái câu ngày xưa chị Ái Liên ấy, trong chương trình Gửi Lời Khôn Mắt thì chị có nói một câu là ý là dù cho cả thế giới ngoài kia không tin con ấy thì bố mẹ cũng vẫn tin con. Thì bố mẹ phải là một cái nơi mà để đứa trẻ nó cảm thấy là dù cả thế giới đang quay lưng lại với nó thì vẫn có bố mẹ đây, và nó là cái nơi mà nó có thể sống được thật nhất ấy. Trong cái đó thì mình thì thường là kiểu như là có thể bố thì mang mẹ ra dọa, mẹ thì mang bố ra dọa, thì mày không cẩn thận tao mách bố. Bố bảo mày không cẩn thận tao mách mẹ. Kiểu kiểu như vậy. Thế thì thành ra là cuối cùng mình nó sợ như sợ cọp ấy, thì bản năng của con người nó giống như mình bị đuổi thì mình sẽ phải chạy ấy. Thì còn đây thì cứ quanh quanh rồi mình sẽ phải nói dối. Nhưng mà thực ra thì như ngày xưa thì chị cũng làm cho con chị nó hiểu rằng là nói thật thì tốt hơn nói dối. Thế nhưng mà quả thực là đấy cũng là một cái hành trình của chính mình ấy, mình cũng phải phải tự mình tỉnh thức ra ấy. Chứ lúc đầu mình cũng nghiêm khắc với nó, xong mà mình bắt đầu mình phát hiện là nó nói dối. Là thì tự bởi vì là bản chất cái đứa trẻ nó nói dối hay người lớn cũng vậy thôi, là vì mình có cái nỗi sợ ấy thì mình phải nói dối thôi. Mình nghĩ là nói dối thì tốt hơn. Thế nhưng mà nếu bố mẹ mà làm cho con nó cảm thấy yên lòng yên tâm ấy, thì cũng giống như một người bạn thân chẳng hạn, thì mình sẽ cởi được hết suy nghĩ của mình cho họ. Thì nếu bố mẹ mà cũng chơi với con theo cách đấy thì nó sẽ không cần phải nói dối. Nếu không thì trước một thế lực hùng mạnh nó phải bảo vệ nó bằng cách nói dối. Thì đó, thì hôm nay chị Thảo thấy cái công thức này hay không? Bao dung không? Tôn trọng này, thấu hiểu này, chấp nhận này, mình tôn trọng con. Mình thấu hiểu con, đôi khi mình đã thấu hiểu con tới mức nào rồi đúng không? Đôi khi mình đã nói chuyện với con chưa? Muốn thấu hiểu thì phải lắng nghe. Đó là lắng lại để nghe, đôi khi mình đã lắng nghe con chưa nữa. Đó. Rồi mình chấp nhận không? Chấp nhận vậy, trong một cái giới hạn nhất định để hướng hướng con tự giác tới điều tốt đẹp. Nên là cái công thức bao dung là thấy một công thức rất là hay để chúng ta gọi là gì ạ? Để chúng ta đối nhân xử thế với con người. Và lát sẽ nói ở trong cái công thức là công thức vượt phá vấn nạn ha. Rồi bao dung cho con người đó, tôn trọng thế chấp nhận này, không dính mắc này, rồi tham tưởng dừng lại đúng không? Nhưng mà nếu mà làm ví dụ như một số anh chị mà làm rồi đấy, ví dụ làm rồi thì hỏi là nếu bao dung rồi mà vẫn lặp lại lỗi lầm thì sao? Nếu bao dung rồi mà vẫn lặp lại lỗi lầm, đôi khi một số anh chị hỏi đó, tôi bao dung rồi mà sao vẫn lặp lại lỗi lầm, thì nếu như vẫn nói đó là lặp lại lỗi lầm thì thực ra mình đã thấy lỗi, và nếu như thấy lỗi rồi thì chưa phải là bao dung. Anh chị còn nhớ mà, thấy lỗi thì không phải là bao dung, bởi vì bao dung là họ không có thấy lỗi người, bao dung là họ không thấy lỗi người và lỗi người không có nhập vào họ, bởi vì nó không nhập vào thì họ đâu thấy lỗi đâu anh chị. Nên là nếu mà nói à, tôi bao dung rồi mà vẫn thấy lỗi lỗi lầm thì thực ra là chưa bao dung. Bởi vì lỗi anh chị nó không nhập vào. Anh chị còn nhớ về chiến hợp đúng không? Chiến hợp đâu ạ? Nhà mình còn nhớ về bài học chiến hợp đúng không? Nó gì ạ? Họ thấy một góc độ thì họ có lỗi, nhưng mà cái người bao dung anh chị, họ không có nhập cái lỗi này vào thì họ không thấy lỗi đó. Bởi vì họ có một cái giới hạn, ô người đó chưa vẫn nằm trong cái giới hạn đó thì họ đâu thấy lỗi đâu. Nhà mình nắm được chỗ bao dung mà. Thì chúng ta chủ yếu gì ạ? Trong chương trình này chúng ta phân tích để làm sao anh chị, thực ra anh chị một số anh chị cũng đã học rồi,
về chương trình nội tâm mà, thì chúng ta phân tích để làm sao giúp cho chúng ta hiểu, à có thể đâu đó nhìn thấu suốt, hoặc là chúng ta có chuyển hóa luôn, à hay là anh chị dạ, có hiện thực nào đó anh chị có thể chia sẻ để chúng ta cùng nhau chúng ta phát triển luôn anh chị ha. Thì có một số câu nói của Bao Dung rất là hay mà nhà mình có thể là gì chúng ta ghi nhớ, mà Tân rất là tâm đắc thì chia sẻ với các anh chị, đó là bao dung cho người là cứu lấy tương lai của chính mình. Bao dung cho người là cứu lấy tương lai của chính mình, và người xứng đáng bao dung nhất là bao dung cho chính mình. Bao dung cho người là cứu lấy tương lai của chính mình, và người xứng đáng bao dung nhất đó là bao dung cho chính mình. Bao dung cho người là cứu lấy tương lai của chính mình, và người xứng đáng bao dung nhất chính là bao dung cho chính mình. Và tại sao lại nói bao dung cho người là cứu lấy tương lai của chính mình? Nhà mình còn nhớ tri thức nào không cả nhà? Nhà mình còn nhớ tri thức nào thể hiện cái câu nói này không? Bao dung cho người là cứu lấy tương lai của chính mình. Cái gì mà tôi bảo hộ ăn vui à? Tôi bảo hộ tôi và những người thân xung quanh à? Hay là gì? Thì cái câu đó Có là phải không? nhưng mà ý là có cái tri thức nào, cái công thức nào mà nói là tại sao chúng ta nên nên bao dung cho người khác để cứu lấy tương lai của chính mình anh chị? Mình thấy có cái bí mật của nước ấy cũng là bao dung cho người khác là cùng với tương lai của chính mình. Biết là nói dùng. Nhưng mà mình nói về công thức mà đã đi qua đi, chị Nga có nhớ cái công thức nào Hay là mình không huân tập à? Hay là sao? không? Đây. Không nhớ. Cái nào thuộc Học trò. cái nào của huân tập nhớ không? Huân tập là đúng rồi, nhưng mà cái tri thức nào, cái tri thức nào mà có từ huân tập? Từ năng lượng âm à? Hay là Rồi, nhìn còn nhớ này không? Đó là bất nhiên chưa? khu vườn tổng nghiệp. Nhớ khu vườn tổng nghiệp chưa? Xin phép chia sẻ là nhà mình khu vườn tổng nghiệp ha. Thì chúng ta có một cái khu vườn, tiềm thức của chúng ta thì là một khu vườn rất là màu mỡ, trong đó có cây thức, cây duyên và cây quả rất là nhiều nha, nhưng mà chung quy lại nó chỉ có ba ba cây thôi, đó là cây thức, cây duyên và cây quả. Thức là gì ạ? Khu vườn tổng nghiệp mà, tổng nghiệp là tất cả những suy nghĩ và hành vi ở hằng hà sa số đời, và hằng hà sa số là những cái nhiều như là cát ở sông Hằng vậy đó, rất là nhiều, nhiều đời nhiều kiếp trước đúng không ạ? Và trong đó có gì ạ? Có tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên và tổng nghiệp quả. Thì ở đây chúng ta có thức duyên quả nên thì nếu mà chúng ta không bao dung cho người khác thì mình hiểu đó, bởi vì vậy người khác gây ra cho mình một cái nỗi đau đi thì có phải lúc này là điện từ âm không? Nếu như điện từ âm nó huân tập vào mình thì nó sẽ cho ra quả gì anh chị? Cho ra quả gì ạ? Quả bất như ý thôi. Dạ, Bất như ý. quả bất như ý. Thì tại sao lại, thì giải thích đơn giản thôi cho cái câu nói là bao dung cho người khác là cứu lấy tương lai của chính mình, đó gì ạ? Là chúng ta không có huân tập, bởi vì nếu mà chúng ta không bao dung á là chúng ta đã dính mắc vào tánh tình rồi đúng không? Thì lúc này sao, thì lúc này huân tập vào khu vườn chúng ta một cái hạt giống có điện từ âm và cái tương lai á, thì nó là dễ trổ ra cái quả bất như ý. Nhằm còn nhớ cái khu vườn tiềm thức không, nên là gì ạ? Tại sao lại bao dung cho người khác là Tính tình an vui này. rồi, và người xứng đáng bao dung nhất là bao dung cho chính mình. Nếu như mình, anh chị hình dung này, nếu như một người mà họ bao dung chính mình thì họ sẽ làm gì? Một người mà họ không bao dung cho chính mình thì họ sẽ làm gì? Nếu như họ sẽ, ví dụ như một cái lỗi nào đó mà họ không bao dung cho họ thì họ thường làm gì với bản thân mình? Đấy, quán trách bản thân. Oán trách thì sao nhỉ? Oán trách thì sao? Mất phước. Thấy không? Tự nhiên đi đốt phước của mình luôn. Đấy. Đó thì không chỉ là oán trách người khác là mất phước rồi, mà oán trách bản thân mình là cũng sao anh chị, là cũng mất phước. Và gì ạ? Niềm tin bản thân là sinh mệnh, niềm tin bản thân là sinh mệnh, mà mình á, mình oán trách mình là mình đang không tin mình thì có phải là mình đang đang đánh mất cái sinh mệnh luôn á? Thì càng ngày nếu như cái điều đó mà không nhận thức được thì cái điều đó nó cứ lặp đi lặp lại á, thì cái người đó có phải anh chị thấy là càng ngày họ càng tối không, càng ngày họ càng tự ti không? Thì chỉ cần họ quay về đó vậy, đó là bao dung cho chính mình, bao dung cho người khác là đang dẹp cứu lấy tương lai của chính mình. Nên cái câu nói này, câu nói mà phân tích ra anh chị nó cực kỳ hay luôn. Và
chia sẻ cho nhà mình đó là gì? Đó là một số câu chuyện về bao dung, một số câu chuyện về bao dung thì nhà mình có thể là thử xem ở đây có cái bài học gì nha anh chị. Thì có một câu chuyện trên một chuyến xe buýt nọ, trên một chuyến xe buýt nọ đi từ thành phố này qua thành phố khác, thì đang đi trên đường vậy đó, thì có một kẻ gian đó là lấy cắp chiếc ví của một người phụ nữ. Và cái lúc này người phụ nữ phát hiện ra mình mất chiếc ví á, thì người phụ nữ này la toáng lên, bị mất ví vậy đó, và yêu cầu đó là người tài xế á, dừng xe lại để kiểm soát, bởi vì biết là cái người trên xe chỉ có lấy thì có người trên xe thôi. Và người phụ nữ này đòi làm cho ra lẽ đó là phải tìm được cái người mà đã lấy mất chiếc ví và dẫn gọi là thường đưa lên trên đồn công an luôn, nguyên chiếc xe đưa lên trên đồn công an luôn đó, muốn làm lớn lên vậy đó để tìm lại chiếc ví và làm cho ra lẽ. Thì cái lúc này anh chị, thì cái người tài xế họ cũng đi, họ cũng đang đó là họ biết là bây giờ thì nếu mà làm như vậy á thì sẽ rất là không hay, là cái nhất. Và cái thứ hai là họ đang làm việc mà nếu như làm như vậy thì sẽ bị gián đoạn, nên là cái lúc này người tài xế và người phụ xe có bàn với nhau đó là họ sẽ làm cái như thế này. Bởi vì cái lúc mà mất chiếc túi á, là chiếc xe đang đi qua một đường hầm rất là tốt, thì cái lúc này thì người phụ nữ đó bị mất chiếc túi và mất mất chiếc ví, thì cái lúc này cái người tài xế và người phụ xe có bàn với nhau, thì người phụ xe nói với cả xe nó như thế này, đó là sắp tới á, thì chúng ta sẽ đi qua tiếp một cái đoạn đường hầm nó cũng tối như đoạn đường hầm hồi nãy vậy đó, và cái lúc này thì trên xe nó sẽ tắt hết đèn xe, và nếu như ai đó đã cầm nhầm cái chiếc ví của người phụ nữ này thì lúc mà qua đường hầm á, thì hãy thả xuống sàn và sẽ không ai biết được là bạn đã lấy chiếc ví của người phụ nữ. Và cái lúc này chiếc xe đi qua cái đoạn đường hầm đó thì chiếc ví đã rơi trên sàn và người phụ nữ đã nhận về được chiếc ví của mình và không biết là ai đã lấy chiếc ví. Và cái lúc này người phụ nữ thì cũng khá là bực bội, nhưng mà đã lấy được chiếc ví của mình nên là họ cũng không có tính chuyện gì nữa, và chuyến xe vẫn tiếp tục đi đến những bến tiếp theo bình thường. Và đây chúng ta có thể thấy được đó là gì ạ? Đó là cái sự thông minh của cái người tài xế, khi họ vừa đảm bảo công việc của họ, nhưng ở đây cũng có một cái bài học về bao dung đó gì ạ? Đó là họ giúp cho người khác, không phải họ giúp mà cái gì ạ? Đó là ở đây có cái cơ hội để cái người đó đó họ có thể tự giác hướng tới cái điều tốt đẹp để lần sau họ không tái phạm nữa. Và cái tương tự cái câu chuyện này, có một cái câu chuyện đó là thầy cũng nhắm mắt mà, chẳng biết anh chị nghe chưa, một cái câu chuyện vào những cái dịp mà nhà giáo Việt Nam á, nhà được rồi tôi có dịp đọc, thầy cũng nhắm mắt mà. Thì trong một cái dịp họp lớp cùng với nhau, thì cái lúc này người học trò năm xưa á chị cũng rất là thành công, đến gặp người thầy của mình, chào người thầy mà nói thầy có nhớ em không, em là về về này đó. Thì thầy nói là thầy không nhớ em là ai hết, em có thể kể về em để thầy nhớ em được không? Thì cái lúc này cái người giám đốc đó mới kể là em là cái người mà năm đó lớp đó gì đó đã lấy chiếc đồng hồ của bạn, nhưng mà em rất biết ơn thầy vì thầy đã không nói là em là người lấy cắp nó. Thì thầy mới mới nhớ lại cái câu chuyện chiếc đồng hồ đó. Thì cái câu chuyện đó là như thế này, đó là cái lúc đó thì trong lớp có một cái người bạn gái có một chiếc đồng hồ rất là đẹp, và cái lúc anh chàng này thấy cái chiếc đồng hồ đó và rất là thích, và lúc này nảy một cái lòng tham đó là lấy cái chiếc đồng hồ đó. Mình cũng được từng đi học thời học sinh là cũng đôi khi mất vật này kia là nhà mình cũng biết đúng không ạ? Thì chỉ là trong lớp thôi. Thì cái lúc này người bạn gái gì ạ, cái cô bạn gái này thấy mất đồng hồ rồi nên là cũng gì ạ, làm lớn lên la toáng lên, và cái lúc này nói với thầy giáo đó là khám xét hết những người trong lớp để xem ai là cái người đã lấy chiếc đồng hồ này. Thì người thầy giáo này đã bắt tất cả các học sinh đó là đứng lên úp hết mặt vào tường để thầy đi lục soát, đứng lên nhắm mắt lại và úp mặt vào tường để thầy đi lục soát. Và cái lúc này thầy đi lần lượt từng người từng người từng người cho đến cái người cái chàng trai này năm xưa là cậu bé ha,
đó. Thì thầy lúc này đang rất là sợ nó về bị phát hiện đó là lấy đồng hồ, thì mình biết rằng thầy rất là quê, đang rất là sợ. Thì cái lúc này thầy giáo đã thò tay vào lấy chiếc đồng hồ ra, nhưng mà thầy vẫn đi tiếp đi tiếp đi tiếp đến người cuối cùng. Và sau đó thì thầy nói cả lớp mở mắt ra và thầy nói là đã lấy được chiếc đồng hồ và gửi lại cho cái cô bé đó, nhưng thầy không nói ai lấy chiếc đồng hồ đó. Nên lúc chàng trai kể lại thì rất là em rất là biết ơn thầy, rất cảm động vì ngày xưa thầy đã không nói tên em. Thì thầy giáo này mới nói thế này là cái lúc mà lục soát các em á, thì thầy bắt các em nhắm mắt quay mặt vào tường, và lúc đó thì thầy cũng nhắm mắt nên thầy không biết là ai đã lấy chiếc đồng hồ. Dạ, hết câu chuyện anh chị. Đây là một câu chuyện rất là hay mà tôi cũng có đọc được hồi dịp 20 tháng 10 rồi. Dạ, đâu đó mình chúng ta có thể thấy được đó vậy. Dạ. Đó là bao dung giúp cho con người tự giác hướng tới điều tốt đẹp và có những hành động rất là thông minh để gì ạ? Để có thể đâu đó cứu cánh người khác để họ có một cơ hội để họ có thể làm lại cuộc đời. Đúng không? Và ở đây tại sao chúng ta cần bao dung cho con người? Tại sao chúng ta cần bao dung cho con người thì chúng ta đã biết là bao dung cho người khác là cứu lấy tương lai của chính mình, đúng không? Và ở đây chúng ta sẽ đi lại về cái khu vườn, khu vườn tổng nghiệp ha. Bao dung cho người khác là gì ạ? Cũng là gì ạ? Là cứu lấy tương lai chính mình thôi. Thì hôm nay sẽ bật mí nhà mình thêm về cái khu vườn tổng nghiệp này khi mà chúng ta đã đi đến đó là nhân duyên và quả. Thì bao dung anh chị, bao dung kích hoạt tổng nghiệp duyên, nhà mình có thể ghi ha. Không, mũi tên này mới đúng, bao dung kích hoạt tổng nghiệp duyên, an vui kích hoạt tổng nghiệp thức, và trân trọng biết ơn kích hoạt tổng nghiệp quả. Dạ, hôm nay nhà mình đi đến cái phần này thì Tân sẽ chia sẻ nhà mình về cái điều này. An vui kích hoạt tổng nghiệp thức, bao dung kích hoạt tổng nghiệp duyên, và trân trọng biết ơn kích hoạt tổng nghiệp quả. Nên mình nói về bao dung kích hoạt tổng nghiệp duyên ha. Nè, thì tại sao bao dung kích hoạt tổng nghiệp duyên cho anh nhà mình? Đó là có một câu nói về đó là góp đủ tiền tập hợp người, đủ sự độ lượng có được người, đủ sự khiêm tốn thu phục người, và đủ sự đi trước thì dẫn dắt người. Đủ tiền tập hợp người, đủ sự độ lượng thì có được người, đủ sự khiêm tốn thì thu phục người, mà đủ sự đi trước thì dẫn dắt người. Đủ sự độ lượng anh chị thì có được người, và bao dung cho con người á thì con người cảm thấy đây là một người rất là an toàn, thì có phải là họ dễ kết giao, dễ kết nối không? Đúng không ạ? Bởi vì người này rất là an toàn anh chị. Và bao dung á, bao dung cho con người nha, bao dung cho con người kích hoạt tổng nghiệp duyên. Nên là Tân thấy được ở minh sư của Tân á anh chị, đó bao dung là cái dung của thầy thì lớn khủng khiếp, chứa đựng là hàng triệu con tim anh chị, nên là thầy không không thấy ai có vấn đề. Và cái nhận thức mình đổi được từ cái nhận thức về con người đó, đó là đã là con người thì không có vấn đề, đã là con người thì là nhân tài, mà con người là gì, không là con đường thì là cây cầu. Thì lúc này mình thay đổi cả nhận thức về con người anh chị thấy là con người đâu có vấn đề đâu. Vì thầy thấy không thấy con người có vấn đề, mà thầy luôn thấy con người là nhân tài, và đã là con người anh chị đều là nhân tài hết, chẳng qua chúng ta chưa đặt họ đúng cái vị trí thôi. Đó là con người thì đều là nhân tài, chẳng qua chúng ta chưa đặt họ đúng vị trí thôi anh chị. Nên là cái bao dung giúp cho kích hoạt tổng nghiệp duyên, thì những con người khác đó, anh chị họ mới đến. Nếu mà an vui kích hoạt tổng nghiệp thức, nên là tại sao nó anh chị học tập đó, anh chị an vui thôi thì sẽ giúp anh chị kích hoạt tổng nghiệp thức và khai mở thêm nhiều cái tri thức đó. Mà đôi khi trước giờ anh chị đôi khi nó có một cái an vui là nó tiềm cận với tầng bậc 3. An vui mà thì tiềm cận là tầng bậc 3, năng lượng cân bằng tầng bậc 3, và tiềm cận cái tầng bậc 4. Thì cái lúc này anh chị có thể là tải được những cái tri thức thuộc về vô sinh trí anh chị.
và đôi khi cơ bản thôi, an vui thì chúng ta học tập rất là tốt. Một người mà an vui, có một cái năng lượng an vui thì họ họ đón nhận một cái tri thức đó, họ càng có sự chân thật đó, thì họ học tập càng tốt, bởi vì nó không dính mắc nhiều anh chị. Nên là cái người mà dính mắc đó, học lâu lắm, nên anh chị thấy trẻ thơ anh chị, trẻ em học rất là nhanh, bởi vì cái nguồn năng lượng rất là lớn đó, và cái sự chân thật anh chị, lúc đó học chân thật. Còn càng về sau như mình này, dính mắc nhiều lắm, một cái tri thức đến mình đó, nó bị dính mắc nhiều lớp quá, nó dính mắc vào tánh, dính mắc vào tình rất nhiều, đúng không? Và trân trọng biết ơn kích hoạt tổng nghiệp quả, chắc cái này chúng ta đều nắm hết rồi đúng không anh chị? Đó là trân trọng thì sở hữu, biết ơn thì thiên trường địa cũ, biết ơn thì sao, bội tăng những gì mình đang có, hay là biết ơn thì bội tăng những gì mình đang mong muốn đó, nó cũng bội tăng luôn anh chị. Nên là muốn bội tăng cái gì đó về quả thì chúng ta trân trọng biết ơn đó. Thì hôm nay anh chị biết nó là vậy, đó là an vui kích hoạt tổng nghiệp thức, bao dung kích hoạt tổng nghiệp duyên, và trân trọng biết ơn thì kích hoạt tổng nghiệp quả. Nên là bao dung cho con người chính là kích hoạt tổng nghiệp duyên đó anh chị. Và đối với con người thì chúng ta bao dung, vậy công việc anh chị chỉ bao dung không, công việc thì bao dung không, có bao dung cho công việc không? Thế nhằn có bao dung cho công việc không? Không, không, dùng con người thôi. Dạ yeah. Bao nhiêu con người, còn công việc thì chúng ta dùng tầng bậc mấy ạ? Tầng bậc 1. Dạ yeah. Là chúng ta đúng sai, tốt xấu, nên hay không nên, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ yeah. Nên là gì ạ? Đối với công việc thì chúng ta dùng tầng bậc 1, còn đối với con người thì chúng ta bao dung. Và đồ vật cũng vậy, đồ vật chúng ta cũng vậy, hôm nay cũng mới biết được là đồ vật chúng ta cũng không nên bao dung cho đồ vật, mà chúng ta nếu muốn thì chúng ta trân trọng biết ơn thôi, chứ chúng ta không bao dung cho đồ vật. Đôi khi chúng ta cần ví dụ như là camera này, chúng ta muốn gì ạ, muốn chất lượng hơn, nhưng camera mình nó xuống cấp lắm rồi, mà chúng ta cứ bao dung thì ô chúng ta cứ để xài vậy đó thì có phải là nó đang rất là kém chất lượng không? Thì lúc này dạ chúng ta trân trọng biết ơn anh chị. Trân trọng biết ơn thì đôi khi cái sự trân trọng biết ơn đó đó thì chúng ta lại có được nhiều hơn. Biết ơn thì bội tăng những gì mà mình mong muốn đó, thì mới có được nhiều hơn. Nhưng mà cái món đồ mà nó đang dùng đó, mà nó biết ơn đó, thì nó cũng bền hơn, đúng không? Chúng ta cũng bền hơn. Nên là đối với gì ạ? Đối với con người thì chúng ta bao dung, còn đối với công việc á chị thì chúng ta dùng tổng hợp một, đó là đúng sai. Và ở đây anh chị à, hôm nay chúng ta đa phần chúng ta nói về ứng dụng thôi. Và thì anh chị nào có câu hỏi này chúng ta cứ giao lưu ha. Thì bình thường á, ví dụ như chúng ta đến, ví dụ xin phép giao lưu với chị Nga đi, ví dụ chị đến trễ một cái buổi họp đi, hay một cái buổi họp, thì chị sẽ nói gì đầu tiên? Đến một buổi họp ha, thì chị sẽ nói là xin chào cả nhà mình ạ. Đến trễ à em? Dễ. Đến trễ. Xin chào cả nhà. Lúc trước kia thì mình nói là em xin lỗi, em xin lỗi cả nhà. Em tới trễ. Xong rồi mình có thể nêu lý do. Đó là trước kia là mình sẽ làm như vậy. Còn bây giờ chị? Bây giờ thì mình sẽ nói là xin chào cả nhà mình, cảm ơn cả nhà mình đã chờ em. Hay quá, học học đâu hay vậy. Học đâu hay vậy, học 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 đâu chia sẻ, học với bao cái dung ở ở bài trước thầy Tân chia sẻ đấy, mình có nhớ cái tình huống này ủa có hả, đó. đang học ở đâu ấy chứ. Học ở đâu á, em chưa chia sẻ bao dung mà. À có, nhưng mà em không có nói chi tiết bao dung, em chỉ nói về về em chỉ nói về về cái cách ứng dụng kia thôi. Dạ chắc học. Dạ nhưng mà đúng á chị, đó là đôi khi mình đến trễ á, mình đến trễ thì mình hay nói là xin lỗi mọi người là đến trễ, nhưng mà đôi khi mình nói xin lỗi anh chị thì mình đang thấy lỗi mình á, mình đang thấy lỗi mình đó, thì đôi khi mình cũng khó bao dung chính mình rồi. Thì thực ra lúc trước thì mình nói là lúc trước thì không biết, mình cũng không có tư duy, tại vì khi chưa có tư duy á, thì cuộc đời con người do tổng nghiệp quy định, nhưng khi có tư duy cuộc đời con người cũng do tổng nghiệp quy định, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta biết rồi thì chúng ta tới vậy, thì chúng ta nói là thay vì nói xin lỗi thì chúng ta nói gì ạ? Biết ơn.
cả nhà mình đã đợi, hay là biết ơn nhà mình đã vậy chứ đừng em. Mà đôi khi được cũng đừng nói biết ơn nhà mình bao dung cho em, bởi vì mình nói bao dung thì thực ra là biết ơn cả nhà bao dung cho em thì thực ra mình cũng thấy lỗi mình nên mình nói vậy, nên đừng có xin bao dung gì hết trơn á. Biết ơn nhà mình đã đợi, thì cái lúc này tự nhiên mình gợi lên cái trân trọng biết ơn không, đúng không, thì nó ngon hơn không anh chị. Chứ đôi khi mình nói xin lỗi thì thực ra trong đó mình thấy lỗi mình á, và đôi khi vậy này một số người họ cũng không thấy lỗi mình luôn, họ cũng đâu biết mình đi trễ đâu, mình vô mình nói vậy cái tự nhiên họ biết mình đi trễ à. Thì á đôi khi họ cũng chưa không có gì hết trơn cái tự nhiên mình nói cái họ để ý, không, nhưng mà mình nói mình biết ơn thôi. Kể cả đôi khi anh chị vậy này, anh chị ví dụ như học tập á, anh chị phát dung á, thì đôi khi anh chị cũng không cần nói phát dung đâu, anh chị nói biết ơn vậy đó, rồi anh chị để làm cái bài học, rồi anh chị sau đó anh chị tắt anh chị đi ra cũng được nữa, bởi vì anh chị để mà xin phép, thực ra là cũng 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 rất là lễ phép nha. Nhưng mà đôi khi sau này anh chị chia sẻ anh thấy là nó dễ bị gây một cái điện từ âm cho cái người mà họ đang tham gia, thì cái này là quan sát của tân thôi nha. Và đôi khi tân là nó là dễ bị gây một cái điện từ âm cho cái người tham gia, tự nhiên họ đang tập trung học quá trời luôn, cái em bận em xin phép ra trước vậy, tự nhiên cái người kia họ thấy họ tự nhiên trong đầu họ họ có một hình ảnh ra trước anh chị, cái tự nhiên đâu đó họ cũng có việc đó, bắt đầu họ từ từ họ đi vậy đó. Nên ở đây tốt nhất đó, để bảo hộ năng lượng thôi nha, đó là chúng ta biết ơn người chia sẻ, biết ơn bài học gì đó, rồi sau anh chị có thể là anh chị rời đi cũng được, mà mình để lại một cái biết ơn, cái sự trân trọng biết ơn, xong mình đi được mà. Chứ bình thường anh chị cúp điện á, anh chị cũng văng nó bình thường, đúng không, mình đang học mình cúp điện mình văng nó bình thường mà, có cần xin phép gì đâu. Nên là tốt nhất á là chúng ta gì khởi lên trân trọng biết ơn thì nó tốt hơn. Dạ đó, chia sẻ nhà mình để gì quan trọng chúng ta ứng dụng nha anh chị. Dạ thì đó là chia sẻ về bao dung. Dạ hôm nay cùng với nhà mình chia sẻ bao dung, và chúng ta sẽ nói với nhau về, chúng ta sẽ tổng kết qua về đó, nguồn năng lượng của gì ạ, tâm thái là nguồn năng lượng an vui bao dung và trân trọng biết ơn. An vui bao dung và trân trọng biết ơn thì chúng ta sẽ ứng dụng như thế nào vào và cuộc sống này, chúng ta có này, chúng ta có Được, an vui. tăng chị nhờ thầy Tân một tí. Dạ, chúng Cái ta câu có mà góp đủ tiền tập hợp được người ấy, đủ sự độ lượng có được người ấy, còn hai câu tiếp theo thì chưa ghi kịp ấy. đủ sự khiêm tốn thu phục người, đủ sự khiêm tốn thu phục người, đủ sự đi trước thì dẫn dắt người. Góp đủ tiền tập hợp người, đủ sự độ lượng có được người, đủ sự khiêm tốn thu phục người, và đủ sự đi trước thì dẫn dắt người. Hay lắm, mình chỉ có dịp phân tích câu đó ra chi tiết nữa hay lắm, và mình sẽ làm rõ thêm nữa khi chúng ta tới học phần giàu phẩm chất. Dạ, chúng ta sẽ phân tích cái câu đó ra luôn anh chị. Chị hỏi này, thế ví dụ bây giờ mình dùng Ho'oponopono thì cái câu đầu tiên cũng là tôi xin lỗi, mong thông cảm. Thế thì nếu mà theo chị hiểu thì xin lỗi là một cách để hạ cái tôi, còn ở đây thì lại thấy là mình có lỗi à? Chúng ta có nhận thức nội tâm tầng bậc hai chị Thảo, đó là cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi nhưng không phải tôi. Mà đôi khi tổng nghiệp quy định đó mà. Cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi nhưng không phải lỗi do tôi, thì cái lúc này có phải vậy, thực ra là chúng ta nhận lỗi về mình nhưng mà cái lỗi cũng không phải là của mình, thì tổng nghiệp đôi khi vậy, nó quy định như vậy. Thế thì mình có nên nói tôi xin lỗi kia không? Vẫn nói bình thường đấy chị, thì mọi người đang ứng dụng Ho'oponopono mà, và cả gì à? Cả thầy cần đội cốt cũng đang làm vậy hết mà, nhưng mà ở Ừ, đây thế cái thì nhận bây thức giờ mình lại nói là mình không nói là tôi xin lỗi. Thì ngay cả chuyện là bình thường, ngay cả là ví dụ mình muốn ngắt lời ai đó chẳng hạn, thì mình cũng nói là xin lỗi nhá, mình xin phép ngắt lời chẳng hạn. Thì đôi khi nó có thể hiểu được một cách linh hoạt hơn hay không, là bây giờ mình lại Đúng rồi, không nói là bối cảnh đó chị, cũng tùy trong bối cảnh đó. Thực ra mình cắt lời đó mình cũng đâu, mình trong bối cảnh, và quan trọng là cái điện, gọi là cái điện từ hả, hay là gọi là cái điện từ đi, điện từ của mình như thế nào. Nếu như mình nói cái câu đó chị mà mình có cái trạng thái cân bằng thì rất là tốt. Quan trọng là cái điện từ âm dương hay cân bằng đó chị, bởi vì mình biết rồi, nếu như mà điện từ âm thì anh chị biết quả gì nó trổ rồi,
đúng không ạ? Thì chúng ta nói vẫn nói, nhưng mà chúng ta gì giữ cơ sự cân bằng, và cái câu mà quyền cuộc sống xuất phát từ chính tôi không, nhưng không phải lỗi do tôi anh chị, thì có một cái điện từ khá là tốt. À, quan trọng là cái điện từ nữa chị Thảo. Dạ, và cũng tùy bối cảnh đó anh chị, cũng Chị tùy bối cũng cảnh nghĩ đó là như thế. Chứ bây giờ giả sử như trong cuộc họp người ta cũng vẫn tiếp diễn, ai người ta chờ mình đâu, thì mình. mình xuất hiện là mình người ta biết là mình muộn rồi chẳng hạn, đông thì không ai nói, nhưng mà giả sử có mấy người thôi mình xuất hiện thì mình nói là mình sợ lỗi, mình đến mình muộn một chút chẳng hạn, thì cũng có khi mọi người sẽ thấy là giống một cách để mình chào mọi người ấy. Đấy, hoặc là ví dụ như là khi mà chỉ có mấy người thôi thì mà mình cứ tự động mình ao ra chẳng hạn, nếu đông người thì không nói gì nhá, nhưng mà có mấy người thôi thì mà mình chào hỏi đàng hoàng tử tế mình đi ra ấy, thì có khi sẽ thấy dễ chịu hơn chứ đúng không? Giả sử bây giờ chỉ có mấy anh chị em mình ở đây này mà tự dưng tự tự ao ra, thì còn nếu mà mình nói là ơi xin lỗi mọi người mình có chút việc mình ra thì cũng không hẳn là có lỗi, nhưng mà cũng thể hiện một cái gì đấy tôn trọng người khác hơn ấy, chị nghĩ thế, thì có lẽ là nó cũng tùy bối cảnh đúng không? Mà vậy nè, thực ra là họ đi thì họ cũng đâu có gì đâu, ví dụ họ vừa nói xong họ đi thì cũng đâu có gì đâu, nhưng mà quan trọng là cái điện từ đó anh chị, mình biết là Ừ, chắc là vậy. ác đức đúng không, thì mình cứ xét theo đó thôi. Nếu mà người khác họ có cái năng lượng âm á, làm cho người khác, thì đôi khi mình tích nhưng mình không biết anh chị, mình không biết à, thì Tân chỉ để ý vậy thôi chị, không sao anh chị, để một cái gì đó biết ơn, hoặc là mình có thể là gì mình nói biết ơn trước rồi xong mình xin phép mình ra trước. Ừ, đó, đó. Để tại vì đâu đó đôi khi mình cũng ghi nhận cái người mà đang đối diện với mình đó, những người đang hiện diện á, mình ghi nhận à, biết ơn cả nhà mình đã về hôm nay về xin phép, ok được hết mà, hoặc là gì có thể mình nhắn Nhưng riêng. mà đấy là trong một cái tình huống, như là trong tình huống này là mình đang một thứ rất là tình nguyện nhá, nhưng mà giả sử như trong một cuộc họp mà mọi người được được mong đợi là sẽ tham gia từ đầu đến cuối, thì đúng không, đây là mình đang rất là an vui trong học tập và mình rất là thoải mái với nhau, nhưng mà giả sử như em là trong một công ty mà em vào muộn thì cái việc là em xin lỗi cũng hết sức bình thường, và nếu em ra ra sớm ấy thì em cũng xin lỗi mọi người, chị nghĩ cũng là một hết sức bình thường, và cái đấy cũng là một cách là hiểu là mình đang tuân thủ, nhưng mình nói lý do là mình đang có một cái việc bận như thế này chẳng hạn, như thế thì chị nghĩ là nó cũng không Họp công ty mà họp ý là họp offline online offline cũng vậy thôi, họp kể cả online offline, bởi vì là on mà mình có tương tác thì cũng là off đúng không? Thế nhưng mà đấy là chị nghĩ là nó cũng tùy bối cảnh ấy, right. cũng tùy bối cảnh. Bởi vì có khi mà mình thấy tự dưng cái người này đang 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 rời đi, mình lại thấy ố sao cứ lẳng lặng mà đi không nói gì chẳng hạn, đúng không, sẽ có lúc mình cảm thấy như vậy, nghĩa là chỉ cái trải nghiệm của chị nó có thể khác Tân một chút ấy, là chị thấy ố sao cái người này tự dưng lẳng lặng bỏ đi không nói năng câu nào. Cũng tùy bối cảnh, nhưng mà em thì em hay xét về cái điện từ đó. À, về cái Ừ điện âm dương hay cân thì bằng. đó, thì nếu như mà mình lại thấy cái người này bỏ đi mà thì mình lại đặt một câu hỏi ấy, đúng không? Còn nếu người ta nào bảo mình là à mình xin lỗi đến giờ mình có việc bận nọ kia rồi mình phải đi, thì mọi người cũng rất là vui vẻ thôi, cái người đấy đến giờ có việc cái giờ đó phải làm một cái việc khác Có một thì số họ phải đi, ví dụ thế. người là khéo đó là gì ạ? Hình dung có ví dụ nhắn được á, nhắn tin riêng, nó có mọi người đang chat everyone đúng không, nhưng em có một số anh chị rất là khéo là nhắn tin riêng để gì để bảo hộ năng lượng mà nhắn tin riêng biết ơn vậy, có việc xin phép vậy này, họ nhắn tin riêng á, ý là họ hiểu thì họ quan trọng, họ bảo vệ cái năng lượng cho cả phòng này đó anh chị. Dạ Nó là tùy từng ngữ cảnh đúng không, trong cái bối cảnh những người tham gia người ta đang ở cái vị thế nào, ví dụ như là cái người host nhưng mà chưa hẳn đã là ông chủ tịch chẳng hạn, trong cái ông host chỉ là ông chánh văn phòng thôi, còn ông chủ tịch với ông phó chủ tịch ông ấy ngồi cũng ngồi trong cái hội đấy chẳng hạn đúng không, thì có khi mình cũng lại phải nói chung, thay vì chỉ nói với cái ông host mình nhắn tin riêng với ông host là mình xin phép mình nghỉ chẳng hạn, thế thì chắc là tùy, cái này là tùy. Và cái hai nữa là chị nghĩ là cái chuyện mà Tân định đưa ra bài học ấy thì Hương ơi, Hương có còn có ở đây không nhỉ? có chia Hương sẻ hôm trước có một câu hỏi gì nhờ 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 Tân nhờ, cái câu hỏi về 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 shipper mà sau đó hôm đấy là Hương nghỉ ấy. Hương Hương có về 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 Hương Hương ở văn phòng mà xong Hương về nhà ấy, xong mà lúc đấy Tân có hỏi là
cái câu chuyện của chị Hương thì chị Hương muốn gì, nhưng mà lúc đấy chị Hương không có mặt nên chị Thảo trả lời thay, nhưng mà chắc là chị Thảo cũng chưa chắc đã hiểu chị Hương lắm, cho nên nếu bây giờ liệu có thể quay lại câu hỏi đấy không, nếu chị Hương vẫn còn muốn trả lời. Lát nữa thì công thức đó đi. Dạ, để một lát nữa tới công thức đó đi. Nếu mà Ờ có ai muốn đấy thì đấy đấy, chị ai muốn thì người nhắc từ đầu luôn. đó Ok. ai muốn thì người đó làm hen. Dạ, tới công thức đó đi. Còn bây giờ sẽ gì ạ? Em tổng kết lại về tâm thái, đó là chúng ta có gì ạ? Nó chúng ta có nguồn năng lượng của an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Đây là ba trọng điểm quan trọng của tâm thái. Và chúng ta sẽ ứng dụng như thế nào anh chị? Chúng ta sẽ ứng dụng ba nguồn năng lượng này như thế nào? Để chúng ta không học suông không, mà gì anh chị sẽ quan sát là chúng ta có ứng dụng trong đời sống anh chị. Việc này rất là quan trọng. À, ứng dụng sâu rộng luôn á. Thì chúng ta có mình em ghi tâm thái đi ha, em ghi tâm thái đi. Em ghi là tâm thái. Hôm nay sẽ gì ạ? Bật mí anh chị. Gọi là cái bộ công tắc, à cái bộ công tắc của tâm thái, đó là chúng ta biết cách luân chuyển khi nào thì an vui, khi nào thì bao dung, khi nào thì trân trọng biết ơn, đúng không ạ? Và cũng vừa chia sẻ với anh chị hồi nãy thì chúng ta có đó là nó là công tắc ha, nó là công tắc. Thì chúng ta có gì ạ? Chúng ta có công tắc an vui, chúng ta có công tắc bao dung, chúng ta có nó gì ạ? Trân trọng biết ơn. Ăn vui bao dung và trân trọng biết ơn. Nào, ba công tác ha, thì chúng ta có gì ăn vui giúp chúng ta kích hoạt tổng nghiệp thức, à, vui chúng ta kích hoạt tổng nghiệp thức thì không đủ à. Bao dung với là kích hoạt tổng nghiệp duyên, là con người đó anh chị. Và trân trọng biết ơn thì tiếp kích hoạt tổng nghiệp quả. À, chúng ta muốn ví dụ chúng ta muốn kích hoạt cái gì, chúng ta muốn kích hoạt thức là kiến thức anh chị, là tri thức, là kiến thức đó. Thì đó là nguồn năng lượng an vui, nên là học tập anh chị, đối với học tập đó thì chúng ta an vui thôi anh chị, nó an vui học tập thôi. Thì cái lúc này anh chị thì chúng ta nếu mà chúng ta đạt được cái trạng thái nội tâm cân bằng, à, nhận về sự chân thật á, dạ à, thì sao, thì cái lúc này anh chị sẽ trạng thái và tầng bậc 3 thì sẽ chỉ cần được tầng bậc 4, thì lúc này chúng ta sẽ có thể nhận về được những cái tri thức trong cái kho tổng nghiệp của mình này. Và đâu đó chúng ta sẽ kết nối được với một cái gì ạ, đó là một cái kho của văn minh, gọi là giống như văn minh không gian á chị. Thì lúc này anh chị có thể tải về được những cái tri thức khác, nó giống như anh chị bây giờ anh chị tải lên đám mây á, ví dụ cho trong máy chúng ta có những cái file đúng không, những cái thư mục đúng không, và anh chị tải lên driver thì hay gọi là đám mây đúng không anh chị, chúng ta tải lên trên đó gì đó, thì một người khác ví dụ như là em tải lên nên để trên đó, rồi chị Thảo ví dụ như là chị Nga đi, chị Nga có cái đường dẫn cái đám mây đó, chị Nga vẫn có thể tải về được đúng không? Ừ. Nó giống vậy đó anh chị, đó là có một cái kho, anh hình dung nó là gì? Có một cái kho, à, có hay gọi là văn minh không gian anh chị. Thì cái lúc đạt được cái tầng 4 đó, thì có thể kết nối được cái nguồn, đó là kết nối cái nguồn năng lượng nó thì có thể tải về được. Nên có những người anh chị, họ có thể tải về những cái mà họ họ chưa từng học. Họ chưa từng học. Anh chị nghe không? Có những nhà khoa học, đặc biệt những nhà khoa học anh chị, họ có thể là
chế tạo phát minh là những cái mà họ nói là họ đâu có biết đâu, giống như là lúc đó nó được mở ra anh chị, từ năng lượng mở ra thì tự nhiên họ nó tuôn về cái ý tưởng đó, cái phát minh đó, nó tuôn về cái họ gì họ ghi ra họ làm ra, chứ thực ra đôi khi họ đâu có học đâu nhưng họ vẫn có thể làm được. Đặc biệt đó là nhà khoa học Tesla, ông có nhiều cái bằng gọi là nhiều cái sáng chế mà đi trước thời đại, cái thời của ông mà ông đã cái gì ạ, đi trước thời đại cả sau này này để biết, thì cái hồi đó là đi trước thời đại và ông nói là tôi đâu có biết đâu. Ở khi ở khi ông ngủ vậy ông làm gì đó, cái tự nhiên ông có một cái phát minh đó, nó lé qua, thế là ông chộp lấy và ông làm, nên rất là nhiều anh chị. Thì cái tổng nghiệp thức mình nói đơn giản là anh chị an vui thôi, anh chị đã nhận được nguồn năng lượng rất là tốt rồi. Và mình nói luôn về cái an vui này. Tại sao vậy? Trong về cái nhận thức thời gian á, anh chị còn nhớ về cái nhận thức thời gian không? An vui. An vui đúng không? Mượn mượn luôn cái đồ hình này ha cả nhà. Mình an vui đó vậy. Đây. Đón nhận bằng lớp tâm, đó là bằng sự chân thật đó anh chị. Thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta gọi là an vui để đón nhận. Chúng ta gì ạ? An vui để đón nhận. Và an vui có chia sẻ trong về cái nhận thức thời gian á. Anh chị còn nhớ về nhận thức thời gian không? Thì một người á mà họ có cái tần số rung động năng lượng thấp. Ví dụ là thất tình. Ví dụ là thất tình. Tần số rung động năng lượng thấp đúng không anh chị? Thì cái cảm giác thời gian của người này á dài hay là ngắn? Dài lắm. Dài. Một ngày lúc này thất tình thì bằng bao lâu ạ? Cảm giác thôi nha, mình đang nói cảm giác nha. Một ngày thất tình bằng bao lâu ạ? Thất là Tám bằng cả tuần, tháng, sầu à, não. thì dạ, mình nói về cảm giác thôi, mình đang nói về cảm giác thôi. Nhưng mà cũng là gì ạ? Một người đó họ họ có cái tần số rung động năng lượng cao, ví dụ là chị em phụ nữ thích đi shopping, thích đi mua sắm đúng không? Thì cái lúc này mình thấy nhanh không? Mình bước vào là 1 tiếng đồng hồ nhưng mà đôi khi mình thấy nhanh không? 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đó, 3 tiếng luôn đi. Hay mình xem một bộ phim, mình xem bộ phim đúng không ạ? Bộ phim hay là hay, tự nhiên mình thấy là 2, 3 tiếng đó mình thấy nhanh không? Thì có phải là gì ạ? Cái trạng thái rung động năng lượng anh chị, thì nếu mà cao á thì có phải là cái cảm giác thời gian mình nó rất là nhanh, nhưng mà đối với cái giá trị thời gian anh chị thì rất là nhiều đúng không? Và cái trạng thái rung động, cái trạng thái năng lượng á nó thấp lắm, thì chúng ta thấy là cái cảm giác thời gian rất là dài. Và đối với giá trị thời gian á thì nếu mà gì ạ, đó là an vui anh chị, an vui này, thì cái lúc này mà trạng thái năng lượng cao thì chúng ta học một cái phần nào đó, ví dụ như đợt rồi Tân có trải qua đó là 7 ngày viết thư pháp đi, để bình thường mà viết được thư pháp thì theo anh chị bao lâu thì anh chị viết được thư pháp đó? Anh chị bao lâu thì anh chị viết được chữ thư pháp, mà viết được chữ trên liễn nha, và vẽ được hình, vẽ được thủy mặc thì bao lâu? Mình nghĩ là vài tháng thì Tân ạ. Hay là đôi khi chị Thảo có trải qua hôm rồi nè đâu, nếu mà để mà bình thường mà để chị squat được 3.000 cái thì chị nghĩ là bao lâu chị có được 3.000 cái đúng không? Thấy 1.000 cái là đôi khi cho mình tập luyện không thì mình đã thấy lâu rồi. Nhưng cái lúc này có phải là mình trong một cái bối cảnh có nhiều con người ở đó gì, còn mình thấy họ rất là, cái tâm thái họ rất là tốt, năng lượng họ rất tốt và họ rất ăn vui đúng không? Thì chính cái điều đó chị, đó là cái năng lượng á, năng lượng cao thì cái giá trị thời gian á có phải là cái thời gian thì nó cũng vậy thôi, là mình thấy là 3 ngày thôi, 4 ngày thôi, 5 ngày thôi, nhưng mà cái giá trị thời gian nhiều không, tập được rất là nhiều đúng không? Đó là gì ạ? Quát này, xoay hông dưới trục này, rồi bơi này, đôi khi đâu đó có những người họ trong 4 ngày đó họ bơi được 2 cây, họ squat được 3.000 cái, họ xoay hông dưới trục được cả tiếng đồng hồ, rồi học nhảy mấy mấy động tác nữa. Để mà học được mấy cái đó anh chị thì đôi khi anh chị phải trải thời gian rất là nhiều. Cái Tân được rồi, Tân trải qua đó là gì, 7 ngày viết thư pháp, thì nếu mà để học viết thư pháp một ngày đi cho 1 tiếng đi,
thì cũng sẽ rất là lâu mới viết được đúng không, nhưng mà gia có là 7 ngày, nhưng thực ra trong 7 ngày đó mà để xét về để tinh học đó thì khoảng tầm 20 giờ thôi, bởi vì không có theo suốt hết 24 đến 24 24 giờ anh chị, mà một ngày cũng có mấy tiếng thôi, thì tân quán là thì đâu đó khoảng tầm là 20 giờ thôi, khoảng 20 giờ luyện tập thôi thì viết được thư pháp và vẽ được tranh phía mặt anh chị, cái lúc nó năng lượng anh chị, đưa vào một cái bối cảnh mà là nhiều người học thư pháp với nhau, có người hướng dẫn năng lượng rất là tốt, thì trong một thời gian ngắn viết được thư pháp, và sắp tới còn nhiều cái chương trình lắm anh chị, à, tiếng Anh, học võ, học nhảy đúng không, rồi bơi, anh chị thấy trong thời gian ngắn mà có thể làm được, kể cả chương trình chạy bộ 21 km trong 21 ngày anh chị, nên đang nói là gì, đối với vận động luôn vậy đó, anh chị nào mà có nguồn năng lượng an vui bao nhiêu mà trân trọng biết ơn lúc làm thì anh chị làm rất là tốt, anh chị thấy rất là nhẹ nhàng, rất là thông dong đúng không ạ, nên anh chị thấy là gì, an vui kích hoạt tâm nghiệp thức đấy, đôi khi trước giờ ủa, mình đâu có biết bơi đâu, mình đâu biết chạy đâu, nhưng mà gì, nhưng mà cái nguồn năng lượng tốt đó trở xong tự nhiên không biết ở đâu ra mà trong thời gian ngắn bơi được, trong thời gian ngắn chạy được, làm được cái này làm được cái kia, đó cũng chính là thức đó anh chị, à đó cũng như là thức đó. Bởi vì sao, bởi vì tổng nghiệp mà anh chị là hằng hà sa số mình đã có rồi, anh chị hình dung không, hằng hà sa số mình đã có, bây giờ tự nhiên vậy mình kích hoạt nó lại thôi anh chị, nên anh chị muốn học tập tốt đó, anh chị giữ cho mình một cái nguồn năng lượng là an vui thì lúc này anh chị sẽ kích hoạt tổng nghiệp thức cực kỳ tốt đâu cả nhà. Đó cũng nói về nhận thức thời gian luôn đó anh chị, thì năng lượng tốt thì mình học tập cực kỳ tốt luôn, trong thời gian ngắn vậy mấy ngày thôi chúng ta có thể học nhảy được, chúng ta có thể học bơi được, chạy bộ cũng được, à, học một cái gì đó mà gì ạ, cái năng lượng tốt á, chúng ta học đều cực kỳ tốt, nên là ở đây nếu mà ứng dụng trong học tập anh chị, đó là nếu như con cái mình á anh chị, nếu mà gây áp lực á thì thực sự bạn nhỏ học sẽ không có vào, hình tướng là ồ học cũng được đó, cũng cũng nó là thuộc đó, nhưng mà thực sự sẽ không tốt, nhớ không lâu được. Nhưng mà nếu mà an vui mà học tập thôi thì tuy là thời gian ít nhưng mà anh chị có những thứ thời gian chị biết đó là gì, ít nhưng mà gì có thể là mở được cái ngay cái thức đó luôn thì học tập sẽ rất là nhanh đúng không. Là an vui kích hoạt tổng nghiệp thức, bao dung kích hoạt tổng nghiệp duyên thì có chia sẻ rồi đó anh chị, và trân trọng biết ơn thì kích hoạt tổng nghiệp quả, nên mà muốn có quả gì thì mình trân trọng biết ơn điều đó, thì đây là ba cái nút mật công tắc của tâm thái, à lúc thì lúc mình luân chuyển, lúc thì mình an vui, lúc thì mình bao dung, và lúc thì mình trân trọng biết ơn, đúng không anh chị, lúc thì mình an vui, lúc mình bao dung, lúc thì mình trân trọng biết ơn, và chúng ta sẽ cùng đi đến với một cái công thức đó là công thức vượt phá vấn nạn ha, và chỗ này sẽ cùng điểm qua với nhà mình để nhà mình có thể nhớ luôn cái đồ hình này, đó là trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm, nó giống như cái câu nói ở trên trên cái hình đây. Đây đây đúng không anh chị. Trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm, tôi bảo hộ mình và thân hữu xung quanh, nhà mình có thể gì ạ, câu này anh chị thấy nhắc mỗi ngày, à đây là ba tâm thái quan trọng đời người mà Tân cũng đang để trên màn hình điện thoại Tân luôn, đó là an vui bao nhiêu mà trân trọng biết ơn, để mình nhắc nhở bản thân mình anh chị luôn hiện diện ba nguồn năng lượng, à và Tân cũng để luôn trên background để gì ạ, để nhắc nhớ bản thân mình. Chia sẻ nhà mình ha, thì chúng ta an vui chúng ta đón nhận ở lớp tâm này, lớp tánh là chúng ta phân tích phân biệt á, thì cái lúc này là bao dung anh chị, là bao dung, và với lớp tình thì đối đãi, đây là trân trọng biết ơn, à chúng ta dùng trân trọng biết ơn để đối đãi, trân trọng biết ơn rồi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết đến với một cái công thức, đó là công thức vượt phá vấn nạn phát sinh. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái công thức, đó là công thức vượt phá vấn nạn phát sinh, hay có cái tên đó là gì, hay có cái tên đó là lấy ân báo oán. Lấy ơn báo oán,
là gì? Công thức vượt qua vấn nạn phát sinh. Nhờ thuận lợi thì chị Nga có thể là vượt chụp hình và diện tích hình lưu lên nhóm giúp em với ha, vượt qua vấn nạn. Giờ mà thấy cái đồ hình nào mà có bài học hay á, dạ nhờ chị Nga có thể thay phần của Hưng để nó lại đồ hình cho em. Dạ, công thức lấy ân báo oán hay gọi là công thức vượt thoát vấn nạn hay là vượt thoát vấn đề á. Dạ, ở đây thì chúng ta sẽ xin phép nhà mình đó là anh chị ghi trước giúp Tân ha. Chúng ta ghi trước đó là công thức này có 3 bước anh chị. À, có 3 bước ghi trước rồi chúng ta sẽ luận giải sau anh chị ha. À, chúng ta sẽ gì ạ? Tìm hiểu nhau về công thức lấy ân báo oán hay còn gọi là vượt thoát vấn nạn phát sinh hay là gì ạ? Hay gọi là vượt thoát vấn đề đi ha. Thì bước 1 chúng ta có 3 bước. Bước 1 đó là an vui đi đón nhận. Dạ, anh chị nào mà lát mình có câu hỏi á anh có hiện thực gì có thể chia sẻ ha, chúng ta sẽ gì ạ? Cùng nhau đi về cái khái niệm trước. Bước 2 là chúng ta bao dung cho con người. À, bước 3 đó là biết ơn. Bài học. Đây là công thức 3 bước vượt thoát vấn nạn phát sinh hay có tên là lấy ân báo oán. Tại sao lại lấy ân báo oán? Tại sao lại lấy ân báo oán? Đó là gì ạ? Đó là đây là gì ạ? Khi mà gặp vấn nạn thì chúng ta hay gọi là vấn đề, và nếu như vấn đề đó là thường ai đó mang tới cho chúng ta đúng không? Mình thấy là ai đó mang tới chúng ta, và lúc mà chúng ta chưa có nhận thức đó anh chị thì có phải là thường chúng ta sẽ rất là dễ sinh ra oán trách. Chúng ta gặp một vấn đề nào đó, đôi khi là mình không oán trách người ấy, thì mình cũng sẽ oán trách mình. À, thì cái lúc này này thì nếu mà chúng ta oán trách nó thì anh chị biết rồi, thì sẽ làm chúng ta mất phước đúng không ạ? Và cái sự oán trách đó anh chị nó sẽ gây cho chúng ta hiểu về khu vườn tổng nghiệp rồi, vì chúng ta lại vô tình huân tập một cái hạt giống xấu vào trong khu vườn tổng nghiệp của mình theo công thức khu vườn tổng nghiệp. Đây chia sẻ là cùng với nhà mình ha, thì để mà chi tiết hơn thì anh chị chi tiết hơn thì anh chị có thể xem lại về cái công thức cấu trúc con người á. Thì chúng ta có gì ạ? Nếu chúng ta có khu vườn tổng nghiệp thì nếu mà nó huân tập vào, chúng ta oán trách là gì ạ? Là chúng ta đang có một cái điện từ âm ở đây, và chúng ta oán trách thì chúng ta lại gieo về một cái hạt đúng không, thì cái quả tương lai nó trổ ra là bất như ý. Và cái điều này nếu chúng ta không nhận thức được á, nó lại lặp đi lặp lại, và hay gọi là hoàn cảnh. Hoàn cảnh là gì? Hoàn cảnh là cái cảnh nó đến mà mình không có bài học thì hoàn lại cái cảnh nó hoàn lại để chúng ta gì, chúng ta học được bài học thì nó gọi là hoàn cảnh. Nên là thường hay nói là ồ, cái người này hoàn cảnh lắm đúng không? Đâu đó ai nói mà người nào đó họ khó khăn hay mình hay nói là ồ, cái người này hoàn cảnh lắm, hoàn cảnh này hoàn cảnh kia. Chứ thực ra những người mà thành công á, đâu nói ai nói người thành công có từ hoàn cảnh đâu. Đúng không nhà mình? Nên là cái hoàn cảnh đó là gì? Đó là cảnh hoàn lại. Để mình học bài học, nếu như mình không học được bài học á, nó lại hoàn lại tiếp. Và do nó đã tái lại những cái nhân á, nên là nó lại huân tập, nó lại ra cái quả không như ý, rồi lại gì không biết, nó lại huân tập vòng 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 như thế. Nên là gì ạ? Khi mà chưa có tư duy á, cuộc đời con người cho tổng nghiệp thì đôi khi mình cứ nghĩ là ô sao mà số mình nó xui, nó đen vậy. Nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta hiểu về khu vườn tổng nghiệp rồi thì lúc này chúng ta biết nè, chúng ta an vui để đón nhận nó. À, an vui để đón nhận đó là chúng ta hiểu một điều, đó là thay vì lấy oán báo oán thì lúc này chúng ta sẽ lấy ân báo oán. Lấy ân báo oán là sao anh chị? Đó là
ai đó mang đến cho mình một cái bài học bất như ý. Nếu như mình rút ra được bài học thì có phải cái người mà mang đến cái cảnh đó cho mình đi thì họ là thầy của mình không? Nếu mình rút ra được bài học anh thì lúc này họ là người, họ là thầy của mình không? Dạ, có phải họ là thầy của mình không ạ? Nếu như ai mang đến mình bài học á, ai mang đến thì mình đã nó mình rút ra bài học á, có phải còn là thầy của mình không ạ? Dạ, nhà mình nhờ phối hợp với từng đoạn này với ha, để xác nhận nhà mình cũng hiểu tới đây à. Dạ, mình rút ra bài học thì họ là thầy của mình đúng không ạ? Đúng rồi. Ừ. Họ dạy cho mình bài học mà. Dạ, thì nếu mình là họ dạy cho mình bài học và mình học được bài học đó, họ là thầy của mình, thì cái lúc này có phải là họ tích phước đức không? Đúng Mình rồi. chắc là phước đức, ác đức, công đức ha. Thì phước đức là gì ạ? Đó là thuộc khối điện từ dương, giúp cho người khác vui vẻ, hay nói cách khác nó là gì, thỏa mãn về tham tưởng, về tài, về sắc, về danh, về thực, về thùy. Đó là gì ạ? Giúp cho người khác vui vẻ là đang tích phước đức. Còn nếu gì ạ? Ác đức là gì ạ? Thuộc khối điện từ âm, là làm cho người khác đau khổ. Đó, thì nếu như vậy, họ mang tới cho mình một cái nghịch cảnh mà mình rút ra được bài học, bình thường chúng ta không biết thì ta oán trách, thì oán trách thì đó là làm mất phước, và đầu tiên là mất phước chính mình. Và nếu chúng ta oán trách thì cái người đó vô tình họ gây cho chúng ta đau khổ, mà đau khổ là ác đức, thì họ đang vô tình họ tích ác đức mà mình không biết, đúng không ạ? Thì lúc chúng ta biết rồi thì chúng ta rút ra bài học, thì lúc này có phải là họ gì ạ? Họ là người thầy của ta, là họ đang tích phước đức không? Và mình cũng học bài học nữa, mình cũng học được một bài học nữa, có phải là mình lại ngon không? Thì tất cả đều lợi không, nhưng mà lúc trước anh chị không có cái nhận thức này thì mình dạ mình làm cho họ tích ác đức, nhưng mà mình cũng vô tình mình huân tập cái hạt giống không tốt đó vào trong khu vực tiềm thức của mình, và cái quả nó lại tái lại, và mình cứ nghĩ là ô sao cái quả cứ tái lại, nhưng bản chất là nhân quả không hồi tố. Anh chị có thể lưu lại câu này, đó là nhân quả không hồi tố, bản chất là nhân quả không hồi tố, nhưng do mình không biết thì cái quả đó thực ra nó ra chỗ rồi, nhưng mà mình lại oán trách nó, thì vô tình mình lại huân tập một cái nhân mới, giống như vậy cái quả nó lại rơi xuống cái hạt, rồi nó lại huân tập một cái hạt giống mới, thì nó lại tương lai lại trổ ra một cái cây, nó cho quả bất như ý anh chị. Và lúc trước chúng ta chưa có tư duy anh chị, nên là những cái nghịch cảnh đó chúng ta thấy sao mất cứ lặp đi lặp lại hoài vậy đó. Nhà mình nắm được ở đây không ạ? Nên là tại sao an cần an vui để đón nhận, đó là chúng ta an vui để chúng ta đón nhận cái quả này. Và làm sao để an vui anh chị, lúc này chúng ta có từng bậc mấy, có nhận thức nội tâm từng bậc mấy thì chúng ta có thể an vui đón nhận nó rồi. Từng bậc mấy thì nó có thể an vui đón nhận nó rồi cả nhà. Tầng bậc 2 của nguồn cuộc sống bắt đầu từ chính tôi, nhưng không phải do tôi. Lúc này chúng ta có mượn cái công thức của trí tuệ anh chị ha, và tầng bậc nhận thức nội tâm, thì lúc này như vậy chúng ta có như chị Thảo chia sẻ là vậy, tầng bậc 2, tầng bậc 3 rất là tốt rồi, tánh không là chúng ta nghe biết mình đang nghe, thấy biết mình đang thấy thì nó rất là ngon rồi. Nhưng mà ở tầng bậc 2 chúng ta có vậy một cái nhận thức là cội nguồn cuộc sống xuất phát từ chính tôi, là bạn từ bản thân mình này, thì lúc này chúng ta có đổ lỗi cho người khác nữa không? Các bạn chúng ta có đổ lỗi cho người khác nữa không? Thì chúng ta lỗi đó là do mình mà, thì chúng ta an vui để chúng ta đón nhận nó, thì cái quả nó sẽ cắt đi, nó sẽ cắt cái quả đi. Nên là ai có một cái nhận thức là cội nguồn sống xuất phát từ chính tôi thôi, an vui để đón nhận nó thôi, thì cái lúc này ngay lúc đó chúng ta nhận cái quả rồi, thì cái quả nó sẽ không trổ lại, cái quả bất như ý đó, nó không trổ lại nữa, nhưng vì chúng ta không biết nên nó trổ lại. Nên ở đây bước đầu tiên, bước một đó là an vui để đón nhận. Và anh chị có thể là xem lại về học phần tâm thái này, là an vui, bao dung và trân trọng biết ơn đó, để mình thấu suốt hơn nữa. Có thể anh chị nghe đi nghe lại, nên chị làm được cái bước một này là cực kỳ ngon. Thì lúc này chúng ta gì ạ? Chúng ta có phải là chúng ta an vui để đón nhận cái quả không? Quả như ý thì sao? Quả như ý thì chúng ta
biết ơn. Và còn quả bước như ý thì chúng ta cũng gì ạ, đón nhận nó và chúng ta làm các bước này. Và anh chị lưu ý một 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 số cái điểm nó cũng nhỏ hơn mình, nó khá là vi tế anh chị. À, đặc biệt là các chị em, bởi vì sao, bởi vì các chị á, là hay chăm hay chăm con, thì vậy này, một số chị anh chị đôi khi là mình làm từng đơn cử thôi, là cái việc học thôi anh chị, đơn cử là việc học thôi. Một số chị nói là con mình như thế này như thế kia nên là tôi không học được, đúng không? Có phải lúc này mình đang đổ lỗi cho con mình không? Nó hơi vi tế nha, và cái này hơi vi tế một xíu, mình để ý và tân mượn về cái việc học thôi, thực ra là cũng còn lắm, cũng còn nhiều lắm. Nhưng mà một số chị thấy là mình nói là con mình như thế này như thế kia nên mình không học được, nên mình không làm được cái gì đó. Đó, thì có phải lúc này mình do con mình nên mình không làm được điều đó, thì có phải vô tình thôi anh chị, vô tình thì con mình đang tích ác đức không? Bởi vì đúng là cái cờ đó để mình thay đổi, nhưng mà mình nói do con mình nên mình không thay đổi được, thì vô tình thôi anh chị, thì con mình đã tích ác đức, nên anh chị lưu ý điều này. Nên một số chị đó là do con em vậy như này, thì lúc mà tân học cùng với minh sư đó, thì vừa mở miệng chưa cần nói gì ha, minh sư nói chị dừng lại, dừng lại, đừng có nói do con nữa. Bởi vì không biết á, nên là cứ nói cho con thì minh sư bảo vệ luôn á, thì chị dừng lại không có nói điều đó nữa, nên này nó hơi vi tế nha. Dạ, nhà mình để ý tí xíu. À, nên mình nói đâu đó đôi khi do con mình, do chồng mình, do ai đó mà mình không được làm cái đó, mình không được học tập để thay đổi, mà không làm được cái này để phát triển, thì đâu đó nha anh chị, đâu đó là mình đã vô tình. Rồi bước một, an vui để đón nhận cả nhà. Rồi bước hai, chúng ta gì ạ, bao dung cho con người. Rồi chúng ta an vui để đón nhận rồi, và bước hai chúng ta bao dung cho con người. Tại sao chúng ta cần bao dung cho con người à? Tại sao cần bao dung cho con người? Chúng ta hình dung một điều như vậy này, thì kết quả đến với chúng ta ngày hôm nay thì có phải là chúng ta đã đặt hàng không? Chúng ta đơn giản là lấy hình tượng là một cái món hàng chúng ta đặt đi ha. Các anh chị ở đây đều gì ạ? Đều có dùng ship rồi đúng không? Giống vậy đó, thì một cái món hàng nó giống như cái quả mà chúng ta nhận, thì cái quả đó anh chị là do chúng ta đã đặt đúng không, thì người ta mới giao chứ. Và cái người giao anh chị, cái người giao đến đó, họ là shipper thôi chứ họ đâu phải là chủ hàng. Đúng không, họ là shipper thôi mà họ đâu phải là chủ hàng đâu. Mượn hình tượng nha anh chị, mượn hình tượng thôi nhé anh chị đừng ấy, chỉ mượn hình tượng thôi. Thì cái người giao đến cho mình không phải là người chủ hàng, nhưng mà người đặt hàng là ai ạ? Đó chính là bản thân mình. Nhưng cái lúc mà nghịch cảnh đến anh chị, thì chúng ta lại hay oán trách con người mang đến cho mình cái nghịch cảnh đó. Nó giống như vậy, anh chị oán trách người shipper, ví dụ giao một cái món đồ nào đó cho mình mà nó không như ý, đúng không anh chị? Thì chúng ta lại oán trách cái người ship đến, thì lúc này đúng không anh chị? Nếu mà làm vậy thì đúng không? Và lúc này chúng ta cần bao dung, tại sao chúng ta cần bao dung cho con người? Đó là cái người đó họ là cái người dũng cảm mang đến cho mình cái quả này, để chúng ta có bài học. Thì lúc này chúng ta bao dung cho con người, chúng ta càng phải bao dung cho con người. Hay nói một cái cách khác, có những người họ đang gây khó khăn chúng ta anh chị, thì đâu đó họ chính là cái người mà, hay nói là giống như cái câu chuyện mà thiên thần hạ giới anh chị, họ chính là người bạn thân, rất là thân của chúng ta, tức là thân chúng ta, và họ đang giúp chúng ta học trong cuộc đời này về cái sự bao dung, về cái tình bao dung. Họ đang giúp chúng ta học về cái tình bao dung, bởi vì nếu như không có nghịch cảnh xảy ra thì con người sẽ không biết bao dung là gì, con người sẽ không học được bao dung. Đôi khi cho đó an vui, trân trọng biết ơn thôi, còn bao dung gì ạ? Đó là trải qua nghịch cảnh thì con người mới học được tình bao dung. Nên là cái người đó thì đôi khi là những người bạn thân, rất là thân của chúng ta, đâu đó từ nhiều rồi nhiều kiếp trước họ đến để họ giúp chúng ta hiểu được cái bài học này thông qua cái nghịch cảnh đó vậy, thông qua nghịch cảnh. Nên cái lúc này có phải là chúng ta cần phải bao dung cho con người không? Và bao dung cho con người cũng là vậy, bao dung cho người đó là chính là cứu lấy tương lai của chính mình.
bao dung cho con người cũng chính là tôi lấy tương lai cũng chính rồi. Dạ cái bước hai này nhà mình nắm đâu mà, nên là bao dung cho con người nhé, nhưng mà nhớ là không bao dung cho công việc nha anh chị, bao dung cho con người thôi. Còn đối với công việc là chúng ta dùng nhận thức nội tâm tầng bậc một, đó là gì ạ, đúng sai, tốt xấu, nên hay không nên. Còn con người thì chúng ta bao dung, và chúng ta có dần dần chúng ta được anh chị nâng nhận thức về con người lên. À, và sắp tới trong cái lộ trình này sẽ chia sẻ nhà mình về nhận thức đủ đầy về con người. À, con người gì ạ? Con người là nhân tài đúng không, con người là không có vấn đề. À, con người là gì ạ? Là con đường, mà không là con đường thì là cây cầu, và con đường là con người chính là gì ạ? Người thầy của ta. À, chúng ta nâng nhận thức về con người lên là chúng ta thấy con người, chính con người là mang tới thành tựu chúng ta ngày hôm nay. Nên bao dung cho con người cũng chính là gì ạ? Bao dung là kích hoạt tổng nghiệp duyên á, nên gì ạ? Độ lượng thì sẽ có được người đó anh chị. Nên ở đây anh chị mượn cái bài học shipper đó để nói gì ạ? Đó là chúng ta bao dung cho cái người mà họ mang tới cái nghịch cảnh cho mình anh chị ha, bởi vì họ không phải là cái người chủ, người đặt hàng là mình mà, họ chỉ là cái người giao đến thôi. Nhưng mà anh chị để ý này, anh chị để ý ai là cái người dám dũng cảm trong cuộc sống này mình anh chị, ai là người dám dũng cảm giao tới những món đồ bất như ý cho mình nhất anh chị, ai là người dám dũng cảm giao đến cho mình những món đồ bất như ý cho mình nhiều nhất đối nhà mình, nhà mình quan sát cuộc sống không? Ai là người dũng cảm, ai là dũng cảm dám giao những món đồ bất như ý nhiều nhất cho mình luôn á, ai ạ? À? Người thân của mình Theo theo chị Thảo, theo chị Thảo nghĩ là người thân. thì tại vì là những cái người xung quanh mình thì mình mới thường hy vọng, mình kỳ vọng thì mình cũng thất vọng nhiều, chứ còn nếu mà một cái người ngoài đường thì có khi mình lại không không kỳ vọng nhiều ở họ thì mình cũng không thất vọng nhiều, cho nên là thông thường mà oán trách hoặc là gì đó thì tức giận thì thường là với những người mà mình có tham tưởng về họ ấy, thì thường những người là những người thân của mình. Người thân, dạ đúng rồi đó, nên là người thân là những người chúng ta cũng hay gặp nhất đúng không, nhưng mà đâu đó nếu mà chúng ta chưa biết á thì Tân như vậy thôi. Và trước Tân vậy, Tân với em gái Tân là chú cha giống như chó với mèo vậy đó. Đụng vô là Tân nóng, là đôi khi hồi đó có gọi là có hạ cẳng tay thượng cẳng chân luôn mà anh chị. Nhưng mà sau này bắt đầu mình đi học đại học cái xong mình cũng xong mình mới thấy là thực ra mình sai anh chị, thì mình sai là mình vậy. Nếu mình xét mình sai là mình đang đang dùng tầng bậc một, mình xét mình sai là mình đang dùng tầng bậc một. Nhưng đây nếu tầng bậc hai này xuất phát từ chính tôi nhưng không phải lỗi do tôi, bởi vì ngay thời điểm đó mình chỉ có cái nhận thức đó thôi, đúng không? Ngay thời điểm đó mình chỉ có nhận thức đó thôi, nên là sau này tân đổi lại bây giờ thì này giống mình trả quả đó, thì đôi khi cũng sẽ em của tân có những cái sự khó chịu, nhưng mình biết à lúc trước mình đã cũng đã gây ra những cái quả không tốt, thì bây giờ mình ăn mình đón nhận thôi, tân nói gì hết. Mà dần dần gì thì mối quan hệ dần dần sẽ thay đổi, nếu mình có những cái nhận thức này chị, thì dần dần á mối quan hệ mình sẽ thay đổi, và đặc biệt người thân của mình chính là những cái người mà dũng cảm dám giao những cái món đồ bất như ý cho mình, nên cần bao dung cho con người, đặc biệt là những người thân của mình, đặc biệt là những người thân của mình. Dạ à, và bước ba đó là gì? Đó là chúng ta biết ơn bài học từ nghịch cảnh. Biết ơn bài học là chúng ta rút ra bài học, à, cái cảnh đó tới để chúng ta có bài học mà, nên là chúng ta rút ra bài học từ nghịch cảnh, thì chúng ta có bài học đó, thì lần sau sao cái cảnh đó chị có thể là gì, nó không tái lại, hoặc nếu mà nó tái lại á thì nó cũng rất là nhẹ. Nếu mà chúng ta biết ơn bài học thì lần sau nó sẽ không tái lại, mà dù tái lại thì nó cũng sẽ rất là nhẹ, bởi vì chúng ta đã tốt nghiệp rồi anh chị, chúng ta tốt nghiệp cái bài học đó rồi. Nên chúng ta nhớ vậy, biết ơn bài học từ nghịch cảnh, không biết ơn nghịch cảnh nha, bởi vì biết ơn thì bồi tăng những gì đang có, nên chúng ta biết ơn nghịch cảnh thì nghịch cảnh càng đến nhiều hơn, nên chúng ta chỉ biết ơn cái bài học từ nghịch cảnh thôi. Và lúc trước không biết điều này nên đôi khi mình biết ơn sự khó khăn, biết ơn nghịch cảnh, thì đâu đó đôi khi sau này sao anh chị, nó sẽ quay lại, nó lại quay lại, không trường hợp này thì trường hợp khác. Nhưng mà khi biết được cái công thức này anh chị, thì tôi rút ra là mình biết ơn bài học từ nghịch cảnh thôi, chứ mình không biết ơn nghịch cảnh. Đôi khi biết là nghịch cảnh nó giúp mình trưởng thành lớn lên đó, nhưng khi mình hiểu rồi anh chị thì mình chỉ biết ơn bài học từ nghịch cảnh thôi, bởi vì
biết ơn thì bồi tăng những gì đang có, nên biết ơn bài học thì bài học vậy nó sẽ nhiều, nó sẽ có nhiều. Và cái lúc này để mà tốt nhất anh chị, thì thay vì chúng ta đợi nghịch cảnh đến chúng ta mới có bài học để chúng ta trưởng thành, thì thay vì đó chúng ta có thể gì anh chị? Chúng ta có thể học tập để chúng ta có bài học, chứ không chờ nghịch cảnh đến chúng ta mới rút ra bài học, mà chúng ta có thể gì? Chủ động học tập. Nên Tân rất là biết ơn các anh chị đang cùng học tập cùng với Tân này. Thực ra Tân đơn đông đang là trên cái quá trình trưởng thành đó anh chị. À, và rất biết ơn chị cùng đồng hành để chúng ta cùng nhau trưởng thành đó anh chị. Chúng ta chủ động, chúng ta học tập để chúng ta cùng nhau trưởng thành. Nên có một cái công thức rất là hay và chia sẻ tiếp nối cùng với công thức này với nhà mình. Đâu cái công thức lúc nhìn đồ hình xong anh chị, ô mình thấy nó đơn giản nhưng mình ngộ ra được rất là nhiều. Mình ngộ ra được rất là nhiều. Nó có một cái công thức đơn giản như vậy này. Thì tại sao chúng ta cần phải học tập anh chị? Không chờ nghịch cảnh đến nhưng mà chúng ta mới học tập, mà chúng ta chủ động để chúng ta học tập, chúng ta có bài học. Nó là gì? À, một cái đồ hình rất là đơn giản thôi, nhà mình có thể xem qua đồ hình này. Nhiều sai. Ở đây cái đồ hình đơn giản là gì anh chị? Nếu chúng ta học nhiều thì sao anh chị? Thì chúng ta sẽ sai ít. Còn nếu như chúng ta tay mượn cái bút nào đây, nếu chúng ta học ít thì chúng ta sẽ sai nhiều. Lần đầu tiên Tân nhìn thoáng cái đồ hình thôi mình ngộ ra gì ạ? Đó là học nhiều thì anh chị, học nhiều thì sẽ sai ít, còn nếu như học ít sai nhiều, chúng ta cũng đều có những gì ạ? Trong cuộc sống làm sao mà bước làm sao mà không bị sai được không anh chị? Nhưng mà nếu chúng ta học tập nhiều anh chị thì cái sai chúng ta sẽ ít đi, còn nếu như chúng ta học ít đó, thì cái sai của chúng ta nó sẽ nhiều. Thì thay vì chúng ta đợi nghịch cảnh đến thì chúng ta mới có bài học, thì chúng ta có thể chủ động học tập để chúng ta dạy trưởng thành hơn. Đó chính là bài học tâm đắc ngộ ra. Mỗi ngày chúng ta đều rút ra cho chúng ta những cái bài học tâm đắc ngộ ra, thì chúng ta sẽ dạy để rút ngắn cái thời gian trưởng thành của chúng ta. Có thể hướng đến một số chị đang trong cái hành trình đó là trở thành huấn luyện viên, và Tân đang huấn luyện cùng các anh chị ấy, thì đó là 1.000 bài học tâm đắc ngộ trong vòng 6 tháng. Tân cũng đang hướng đến là 10.000 bài học anh chị, nên mỗi ngày đều rút ra bài học tâm đắc ngộ ra, chủ động học tập để chúng ta dạy, để chúng ta trưởng thành, để chúng ta tốt hơn đó. Nên là cái công thức lấy ân báo oán là công thức mà lúc mà vừa nhận được rồi Tân ngộ, lúc đó là Tân chạy bộ thôi, Tân nghe nha, mà Tân hình dung được Tân hình dung được cái công thức này luôn rồi. Và từ cái lúc nhận được thì đến giờ Tân vẫn đang ứng dụng nó. À, Tân vẫn đang ứng dụng nó. Và như hôm rồi có cũng có chia sẻ với chị Thảo đó là hôm viết thư pháp, cái hôm mà viết thư pháp vừa mới viết xong thư pháp thì đó, vừa mới tổng kết thư pháp xong thì vừa bước ra đường, vừa bước ra đường hôm đó thì cũng không biết sao cái giờ đó mình lại chờ đúng ngay cái giờ đó mình mới đi. Thì ngay cái giờ đó anh chị, nếu mà trước mà không có tư duy, không có nhận thức á, thì đôi khi chắc mình oán trách dữ lắm. Bởi vì lúc đó đang đi ra thì vừa đang đi ra bắt đầu chuẩn bị tăng tốc thì có hai bạn nhỏ nên đi xe đạp ngược chiều nữa chứ, ngược chiều là đi bên lối của mình á, mà lại có một bạn là chuẩn bị giống như qua đường vậy đó, chuẩn bị lại bẻ lại thì giống qua đường. Cái lúc này mình lại tính là mình né rồi, thì lúc này bạn lại bẻ cái đầu lại và bạn đang đi bạn bẻ đầu lại, cái lúc này cũng bất ngờ quá, tới gần cái thế là mình đạp mình bóp hắn, mình bị trọn cái tay lái, mình bị té xuống. Thì lúc này cái đầu Tân nó đập trên đường, nhưng may thì mình đội nón 3/4, lại may nữa là mình đội nón 3/4 anh chị, và chân của Tân nó bị chấn thương vừa vừa dưới mắt cá vừa dưới đầu gối, đó là khóa rồi về chạy bộ. Tân có huấn luyện chạy bộ 21 km thì khóa rồi, Tân không có chạy bộ được. Cũng có chạy vào ngày cuối 21 thì lúc đó cũng khá là bình phục thì Tân cũng chạy được, nó vẫn còn sưng. À, nhưng mà cái gút đó là một cái ầm luôn vậy đó. Và nếu như trước mà không có về cái nhận thức này thì chắc là Tân sẽ rất oán trách, bởi vì quá tự nhiên mà con nhà ai mà sao lại đi ngược chiều, mà sao đi ngược chiều cái khúc đó, nó sẽ về ABC các kiểu. Nhưng mình khi có mình biết được công thức này anh chị thì mình biết là cái quả đó mình phải nhận, bởi vì
ngay cái thời điểm đó, không có người đó thì cũng có người khác, không có người đó thì cũng có người khác mang đến cho mình, nên mình biết vậy, mình an nguy để đón nhận, mình bao dung cho con người. Và mình rút ra cái bài học thực ra là gì ạ? À? Cái lúc đó mình cũng, lúc đó mình cũng lại không tập trung lắm, ngay cái mình mới để ý là gì ạ? À? Có một cái bài học mà Minh Sư có Tân Cách chia sẻ, đó là ngay cái thời điểm mà chúng ta thường là chúng ta mơ màng nhất thì nhân quả nó sẽ giống như nhân quả là nó sẽ thực thi ấy. Nên nhà mình lưu ý cái lúc nào mình tỉnh táo thì mình hãy làm, hãy ra quyết định, cái lúc mà mình mơ màng thì lúc đó nhân quả nó thực thi. Và bài học này bài học rất là lớn. Lúc đó thì Minh Sư Cô Tân là buổi tối mà 1-2 giờ loạn quạng, lúc đó là cũng tối mà chuẩn bị, ông biết là nó ngồi chia sẻ sao đó, và ngồi trên cái ghế không có chắc, và lúc này cái ghế nó bị xúc ra chị, và gần như lúc đó bay cái một cái đốt ngón tay, thì lúc đó vẫn đang mơ màng mà, nên là sau này rút ra bài học là lúc mà đang mơ màng á chị là đừng làm gì hết. Nên nhà mình thấy không, những vụ tai nạn hay diễn ra cái lúc mà say xỉn nhiều nhất, nên là đây là bài học rất là lớn chị. À, mình rút ra bài học liền, thì thực ra lúc đó mình không tập trung, nếu tập trung thì mình nghĩ là mình cũng có thể là làm tốt hơn, mà cũng không biết sao cái thời điểm đó mình lại chọn lúc đó để mình đi đi chứ. À, thì mình có thể và anh chị có thể là ứng dụng cái công thức này trong cuộc sống để làm sao đem về mình bảo hộ được năng lượng của mình, trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm, tôi bảo hộ mình và thân hữu xung quanh. Nó không chỉ bảo hộ mình không đâu chị, mà những người thân hữu xung quanh chúng ta cũng sẽ được bảo hộ bởi cái nguồn năng lượng an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Đây là cái công thức vượt pháp vấn nạn, hay lấy ân báo oán. Chúng ta lấy một cái ân, chúng ta báo gì vậy? Chúng ta trả cho một cái nghịch cảnh người khác mang đến để giúp cho họ tốt hơn, và từ đó cũng giúp cho mình tốt hơn, có bài học để chúng ta trưởng thành hơn. Đó, đây chính là trọng điểm của công thức này. Và rất nhiều anh chị trong cộng đồng, anh chị ứng dụng thành công, và thời gian của anh chị chia sẻ rất là nhiều hiện thực anh chị, nên là hôm nay cũng xin phép mạnh dạn để chia sẻ với nhà mình. Đâu đó anh chị nào nếu anh chị thấy công thức này hay á, anh chị có thấy gì, anh chị có thể ứng dụng rồi, anh chị có thấy gì chuyển giao cho một ai đó họ đang cần đó. Dạ biết ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ, chỗ này thì có anh chị nào mình có giao lưu chỗ này không ạ? À? Dạ, có câu hỏi gì đó mà hồi nãy chị Thảo có chia sẻ này, hay là có hiện thực nào đó, dạ nhà mình có thể chia sẻ cùng chỗ này để mình làm rõ công thức này ha anh chị. Dạ, có anh chị nào có chia sẻ hiện thực hay đặt câu hỏi chỗ này ha, mình cùng giao lưu nha cả nhà. Nhà mình thấu suốt rồi à. Dạ. Chắc Hương đi ngủ, lúc nãy chị chỉ gợi ý thôi mà không thấy Hương nói gì Đây thì công chắc Hương từng có đây. biết một điều là chúng ta đều đâu có, không có vấn đề to thì vấn đề nhỏ đúng không, ai cũng đều có những cái vấn đề trong cuộc sống, trên địa nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ tài chính đó. Thì đâu đó là công thức rất là hay, nên là tôi cũng mong anh chị nào thuận duyên á, mình có thể nhận được công thức này, mình có thể ứng dụng, và nếu như có hiện thực nào đó thì anh chị có thể chia sẻ. Nên là biết ơn bài học nghịch cảnh này, mình chia sẻ bài học á, mình cũng đang giúp cho gì, mình đang cũng giúp cho người khác, đâu đó họ cũng nhờ bài học của mình á mà họ có bài học luôn, không cần họ phải trải qua nghịch cảnh. Cái này nó hay vậy đó, và nó ngộ ra chỉ là gì, giúp cho người khác á, họ học được bài học từ mình luôn mà không cần họ phải trải qua nghịch cảnh. Nên mà tao đã ngộ ra hay lắm. Dạ. Hay chị Thảo có hiện thực gì về đồ hình này mà trước giờ chị có ứng dụng không? Chia sẻ cả nhà. Dạ, có gì hiện thực nè. Chị thì có nghĩa là sau khi học cái này này thì chị quay lại chị áp dụng vào những cái mà nó đang là vấn nạn của chị, thì chị thấy chị cân bằng trở lại rất là nhanh các cái vấn đề mà chị đang có ấy. Thì nói chung là không phải chỉ có cái này, ví dụ mình đưa ánh sáng vào rồi những cái nguyên lý mà thầy dạy, chứ còn từ hôm đấy giờ chả thấy có cái vấn đề gì để mà ứng dụng cái Là khi này. bước một
bước một là xong đúng không? Tới bước một và ăn Ừ, có vẻ như mình còn không thấy đấy là vấn đề cơ. Bởi vì là từ cái hôm mà mình thấy, mình không thấy có vấn đề gì cả để mà mình phải có mà hôm mà mình thấy mình chỉ hơi luôn. quát còn mình to một tí là mình đã dừng lại, mình quan sát rồi, mình thấy là thế hết rồi, hết luôn, không vấn đề gì nữa. Là thậm chí là thậm chí là không có thời gian để mình nghĩ đấy. Thì mình phát hiện là mình đang cáu à, thế là xong, thế thôi. Thì có nghĩa là chị thấy là giai đoạn này chị khá là ổn. Mình dùng những cái mà mình học này, mình quay lại, mình quán những cái mà mình đang thấy là vấn đề của cuộc sống của mình ấy, thì rồi mình thấy nó không có vấn đề gì cả. Mà đúng là cũng chẳng còn nghĩ đến bao dung cho ai nữa đâu ấy. Ví dụ mình chỉ cần trân trọng biết ơn thôi thì là nó đã hết hết mọi thứ rồi. Còn cũng thì tự nó khá an vui rồi. Thế xong đầu là cũng chả cần bao dung cho ai thật luôn. Đúng là nếu mà an vui rồi thì cũng chẳng cần bao dung cho ai, vì có thể ai có lỗi đâu mà phải bao dung, hay là có nghĩa là nó không cần phải trải qua cái bước đó ấy. Và như kiểu là nó có một cái gì đấy nó rất là, như nào nhỉ, nó rất là tự tự nhiên ấy. Kiểu kiểu như vậy ấy. Kiểu dạng như nó qua trở trải qua một tầng nhận thức khác ấy. Không thấy có vấn đề gì nữa cả, mình đang rất ổn, cuộc sống rất ổn, mọi thứ rất ổn. Thì cũng không biết là trong lâu dài thì mình sẽ có bài học gì để chia sẻ mọi người nữa không, nhưng mà hiện tại đang là như vậy. Dạ. Thì quá ngon rồi, chúc mừng chị Thảo, thì được quá xịn rồi, bởi vì nó là gì? Cái quả như ý đến đó, thì mình an vui để mình đón nhận, còn khi nào mà quả bất như ý đó, thì mình mới dùng cái này, chứ không phải là lúc nào mình cũng dùng. Nên là đỉnh cao của bao dung đó chị, đó là không bao dung. Đỉnh cao của bao dung là không bao dung, đó là an vui rồi thì gì đâu mà Đúng rồi. bao dung. An vui thì chúng ta đâu có thấy gì nữa đâu mà bao dung, đó là đỉnh cao của bao dung là không bao dung. Nó giống như vậy, đỉnh cao của đàm phán đó là không đàm phán, bao dung là không bao dung. Nếu mà chị Thảo đạt được ở đây rồi thì quá ngon, nhưng ở đây cũng rất cần hiện cái chị Thảo đấy vậy, để đôi khi cái năng lượng nó đó, cái năng lượng này, có thể giúp đỡ cho những anh chị khác đó. Họ có thể họ nhận được năng lượng, họ nhận được hiện thực đó. Nếu họ có thể vượt qua, bởi vì đâu đó trong cuộc sống, nếu mà chị quan sát cho biết rồi, cái số lượng người mà họ gặp vấn đề hay là họ có những cái đau khổ nó nhiều lắm, rất là nhiều đó, thì nếu mà gì ạ, đâu đó công thức này có thể giúp đỡ được cho ai đó thì nhà mình cũng có thể thuận duyên. Dạ, có thể chia sẻ nó đơn giản không anh chị, giúp cho họ có một nhận thức là cùng cuộc sống xuất phát từ chính tôi thôi, là em thấy là nó đã xóa được rất 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 là nhiều cái vấn đề rồi. Đó, nhận thức từ mình thôi đã rất nhiều vấn đề rồi. Và sắp tới sẽ chia sẻ anh chị đó là gì ạ, đó là về nhận thức đủ đầy về con người. Dạ, nhận thức đủ đầy về con người thì lúc này mình thấy con người đến với mình á là cái nhân duyên hết á chị, thì cái lúc này mình có trân mình có biết ơn không, biết ơn vô cùng không, còn thời gian đâu nữa mà oán trách con người đúng không Đúng ạ. thế, Nên đúng rất là quay lại trân trọng biết ơn, xong rồi đưa ánh sáng vào thì xong là theo thuận chiều mong muốn. Thì mọi mình thấy chị thấy là mọi thứ giải quyết vấn đề rất nhanh. Hôm nay có một việc là phải quyết định là cho Thanh học ở đâu ấy. Thế nhưng mà mình thấy cái gì cũng ổn cả, không thấy có vấn đề gì luôn. hay quá. Dạ thì đó, nguồn năng lượng luân chuyển an vui, lúc thì mình an vui, lúc mình cần thì mình bao dung, lúc mình cần thì mình trân trọng biết ơn, nên là luôn hiện diện cái nguồn và tâm thái an vui, bao dung và trân trọng biết ơn suốt luôn, gọi là mình giữ được cái tâm thái xuyên suốt luôn thì rất là ngon. Là người giàu tâm thái là người giữ được xuyên suốt à, tại vì trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm, tôi bảo hộ mình và thân hữu xung quanh. Còn nếu mà anh chị muốn hiểu sâu hơn nữa thì đây có cuốn sách hạnh phúc đủ, trong này có gì ạ, đã hạnh phúc vật chất hóa hạnh phúc, đó là có công thức hạnh phúc, và trong này có những câu chuyện về an vui, về bao dung, về trân trọng biết ơn, và đặc biệt là câu chuyện về bao dung. Chị Thảo nha, em mỗi lần em đọc cái gì thiên thần hạ giới á, mỗi lần đọc mình cứ mình có một cái sự cảm động anh chị, nó là những cái người mà họ mang đến nghịch cảnh cho mình á, đó là gì, đó là những cái người mà họ rất là thân với mình, họ rất là yêu quý mình, nên họ gì họ tới họ giúp đỡ mình để mình có bài học. Nên là anh chị nào mà ngộ được điều này anh chị thì tự nhiên mình
mình yêu thương cái người mà đang 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 gây cho mình nghịch cảnh đó, thì đổi một cái mình đưa ánh sáng vô cho người thẳng, đưa ánh sáng vô cái thì mình thấy rồi mối quan hệ đổi thẳng luôn anh chị, mối quan hệ đổi thẳng là tuyệt vời. Thì anh đấy Không đúng, đúng đấy, chị thấy là chỉ cần đổi góc nhìn thôi. Nên là nếu mà có một lời khuyên với mọi người ấy, thì chắc là mọi người nên học cả cái khóa học của Thế Tân hoặc là Thế Toàn, bởi vì là mọi người phải đi hết từ đầu ấy, thì nó sẽ có một cái gì đấy nó vào người mình, nó giống như khi mình đã, chị thì chưa chắc là mình đã thấu suốt, nhưng mà những cái thứ mà mình nhận được nó rất là chạm ấy, và nó làm cho mình thay đổi góc nhìn 180 độ luôn, chả thấy có vấn đề gì. Cái gì xảy ra cũng ok đón nhận nó một cách rất là, thậm chí còn đúng là khi mà Tân hỏi tự dưng bất chợt chị bảo như Tân không thấy vấn đề gì, nhưng khi lục lại thì cũng thấy à có những sự kiện xảy ra, nhưng thực ra là nó đến một cách tự nhiên đến mức là mình không không hề phải cố gắng ấy, mình không hề phải cố gắng, thành ra mình cũng không cần để ý đến nó luôn. Nhưng mà nếu nhìn lại à thì có, đúng hôm nay có một việc mà việc rất là lớn nhá, là việc là chọn trường cho con, việc rất là lớn, quyết định cực kỳ nhanh, cực kỳ ăn vui, không vấn đề gì cả. Chị Thảo cũng có hiện thực rồi, nhưng mà giống như biết sao chị Thảo, đó là chị có hiện thực, nhưng chị nếu mà chị chuyển một cho một ai đó thì đôi khi mình chuyển không được, chị thấy không, có chị cũng thì đó, nhưng mà đôi khi kêu chuyển thì mình lại không chuyển được, bởi vì mình không biết cách vật chất hóa, nên là mình có phi vật chất nhưng mà mình không vật chất hóa được thì mình không chuyển được. Thì đây chẳng qua là gì, vật chất hóa những gì phi vật chất thôi, có công thức tự nhiên bắt đầu mình có thể chuyển cho một người khác, nên là gì ạ, giàu thì chuyển cho con dễ, nhưng mà tâm thái trí tuệ mà kêu bà chuyển cho con mà không có công thức thì đôi khi sao chuyển được, đúng không? Người ba người mẹ tâm thái tốt chưa chắc chuyển được cho con có tâm thái, nên là ở đây em rất là biết ơn Minh Sư đã dẫn dắt, đã chỉ điểm những công thức tuyệt quý luôn, mà nhận một lần thôi, em nói là học một lần thôi là gì ạ, trọn đời là chuyển hóa rồi. Và giống chị Thảo nói thì được, anh chị có thể quay lại cái lộ trình anh chị lại lại ôn lại thôi, thực ra là ôn lại thôi. Và bắt đầu chị Thảo nói thì cái ngôn từ nó bật ra, thì đó là cái khái niệm chị đưa vô á, bắt đầu tới một lúc bắt đầu mình bật ra gì đó, nên là tại sao gợi ý anh chị nên ghi chép, khi mình đọc đi đọc lại thì mình có thông tin rồi á, cái năng lượng mình được củng cố và từ từ vật chất hiển lộ đó. Ở đầu vậy nó cũng là những cái quy luật, những nguyên lý thôi, những cái quy luật, những nguyên lý chị bắt đầu để ý là những cái nguyên lý vậy, nguyên lý ánh sáng, nguyên lý thuận chiều mong muốn, nguyên lý kích hoạt não, nguyên lý thuận chiều mong muốn rồi kích hoạt não, vòng tri thức đó, Rồi biết bằng tri thức. vòng vòng những cái nguyên lý, những cái quy luật, và mình giống như con thuyền trôi trên dòng nước thì mình thuận quy luật nguyên lý, thì giống như con thuyền đi thuận dòng thì nó nhẹ nhàng, nên em thấy là chị Thảo đơn giản nhẹ nhàng lắm. Bây giờ chỉ là chị Thảo có đâu đó không biết là sứ mệnh thì có không, nhưng có thể là gì chuyển giao cho người khác, thì lúc này chị nhận công thức dễ đó, đôi khi đâu đó lại có những cái điều đó. Thì giống như tại sao nói là anh Trung đó, anh Ly Kỳ Trung là gì ạ, chủ tịch của tập đoàn OBD, là tập đoàn rất là lớn, hơn 2.000 nhân sự đều học thấu nội tâm, đầu tư cả mấy chục tỷ, đúng không anh? Đúng là anh chia sẻ về kinh doanh rồi đó, anh chị cũng cũng có về đào tạo về kinh doanh, anh cũng có chia sẻ về kinh doanh, nhưng sao anh vẫn dụng tâm chia sẻ về nhận thức nội tâm, 21 ngày nâng tầm nhận thức nội tâm, dành thời gian buổi tối đó để chia sẻ, bởi vì biết sao anh chị nói chuyện là anh năng lượng, vì anh nhận cái tri thức này nó là tri thức tuyệt quý, giúp thay đổi cuộc đời của ảnh, chuyển hóa luôn từ gia đình ảnh, tâm tâm thái anh rất là tốt rồi nha, nhưng mà đôi khi anh không có, chưa có công thức hóa, nhưng bây giờ anh đã biết công thức rồi đó, rồi vợ con của anh tất cả nó đều đổi hết, ý là đã tốt rồi nha, nhưng mà nó lại tốt hơn nữa, và sự đồng Giúp bộ cho người khác hạnh phúc đúng không? là Đây là từng bậc trí tuệ, bậc 5 mà hay là bậc 6 nhỉ? cảnh giới cuộc số số mấy không, hạnh phúc là gì, À, cảnh hạnh phúc là cảnh giới cuộc công sống. cộng sức khỏe tốt cộng dành hòa hợp, là cảnh giới cuộc sống số 5. Cảnh giới cuộc sống số 5 đó là giá trị cuộc sống bằng hạnh phúc cộng giúp người hạnh phúc. Giúp người khác hạnh phúc. Hạnh phúc mọi người nghĩ đôi khi là giúp người vui vẻ không có, đó là gì, giúp người khác đạt được cảnh giới cuộc sống số 5. Trời ơi, đức giúp người khác đạt được cảnh giới cuộc sống số 5, mình đạt được cảnh giới cuộc sống số 5 là cũng đã ngon rồi, mà bây giờ giúp người khác đạt được cảnh giới đó, đó là gì, họ có được thành công,
họ có được sức khỏe gì à, giành hòa hợp nữa. Trời ơi, giúp nguyên không, em nói thiệt nha, không phải giúp nguyên cho người đó đâu, giúp nguyên cho dòng họ, gọi là gia tộc của họ luôn anh chị, hay nói là đôi khi ba đời cái người đó luôn. Ừ? Là Đúng cách đấy, xấu đó anh chị, một nên là người mà sao trộn trái tim không ngủ yên thì cả họ mất ngủ. nên là gì ạ? Ở đây nó tại sao anh lại dùng tâm anh chia sẻ cái tri thức tuyệt quý này, bởi vì anh chịu nhận được cái tri thức này thôi. Gì ạ? Có phải là người khác họ thay đổi đâu đó đơn giản thôi, gia đình họ cũng có sự chuyển biến, và nói chứ đâu đó gì ạ? Con cháu họ cũng được hưởng rồi, nhóm đôi khi nói chứ hàng xóm xung quanh rất là nhiều, nên là gia đình là tế bào của xã hội, và trong gia đình có một người nhận được tri thức tuyệt quý này thôi thì em thấy cũng đã rất là tuyệt vời, nên là mộ, rất là ngưỡng mộ anh Trung cực kỳ. Nên là công thức này gì ạ? Đó là chúng ta tóm lại về tâm thái, chúng ta có an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, đó là gì ạ? Chúng ta có gì ạ? An vui, à, trân trọng biết ơn ở tình, chúng ta dùng tình để đối đãi, đó là chúng ta, Đặt dùng ở tánh. và mở miệng ra thì chúng ta quảng bá. Trong quảng bá thì đã có trân trọng biết ơn, tại sao nó là mở miệng thì quảng bá, bởi vì trong quảng bá đã có trân trọng biết ơn rồi, nên là chúng ta trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm, tôi bảo hộ mình và thân hữu Những xung quanh. người Dạ, và những thân hữu xung quanh, thân hữu xung và quanh, thân hữu xung quanh. à, nên là một người có tâm thái tốt, có nguồn năng lượng an vui, bao dung và trân trọng biết ơn là gì ạ? Đó là họ đang bảo hộ cho chính họ và những người thân hữu xung quanh. Nên là tôi cũng chúc anh chị giàu tâm thái, có tâm thái tốt thì mọi diễn biến trong cuộc đời sẽ thay đổi, bởi vì an vui gì ạ? Đó là chúng ta trân trọng biết ơn thì chúng ta đã có được nhiều hơn, anh chị biết ơn điều gì thì sẽ có được điều đó rồi. Nên hãy giữ cái nguồn năng lượng này xuyên suốt, và anh chị có thể lặp lại đó gì ạ? Trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm, tôi bảo hộ mình và thân hữu xung quanh. Có thể dùng câu này để gì ạ? Làm tâm pháp mình mỗi ngày và luôn có nguồn năng lượng này trong cuộc sống. Dạ, rất biết ơn cả nhà rất là nhiều. Biết ơn Tân và cả nhà. Dạ. Biết ơn thầy Tân và chị Thảo và cả nhà mình. Đi ra cái nhà. Đó. Biết ơn Nga. Riêng cái nhà có thể là gì ạ? Đọc tuyên bố nhà lãnh đạo hạnh phúc mỗi ngày và luôn có cái nguồn năng lượng, luôn nhớ cái tâm pháp này ha, luôn nhắc nhở mình. Dạ, và nếu như anh chị Biết ơn ở có tình, giá bao trị dung chia sẻ với người vui khác ở về cái tâm. công thức là ba bước đó anh chị, sau đó họ cần thì dạ mình có thể là mình chuyển giao cho họ cũng được. Dạ, rất biết ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào có thể tuần sau nữa, bên tuần tới thì Tân sẽ tham gia thuộc quảng bá. Dạ, thì cũng chưa có thuận tiện để chia sẻ nhà mình, nhưng mà nếu anh chị nào muốn nghe về thuộc quảng bá thì Tân sẽ sắp xếp đó là khung giờ khoảng đâu đó khoảng tầm 11 giờ anh chị. Không biết là học tới mấy giờ tối, nhưng mà khoảng đâu đó khoảng 10 rưỡi 11 giờ. Nếu mà thuộc quảng bá xong anh chị thì Tân sẽ mở cái Zoom để chia sẻ về bài học tâm đắc ngộ ra, chia sẻ sớm để anh chị có thể nhận được. Và sau đó thì Tân sẽ học về, Tân sẽ chuyển giao chi tiết, nó giống như vậy này. Nó giống như đồ hình mà nãy giờ anh chị nhìn đó, sẽ chuyển giao chi tiết cho nhà mình về thuộc quảng bá. Nhưng mà Tân sẽ chia sẻ sớm thuộc quảng bá, đó là vừa vừa học xong là Tân chuyển giao luôn, Tân đúc kết bài học là chuyển giao luôn, vừa để gì ạ? Vừa để mình kích hoạt cái nghiệp thức của mình này, và anh chị cũng có thể anh chị nhận được và anh chị ứng dụng luôn. Thì anh chị nào thuận lợi á thì cứ theo đường link anh chị ha, thì khoảng tầm 10 giờ rưỡi đến 11 giờ vào cuối tuần này là thứ bảy đã bắt đầu, trong vòng khoảng 9 ngày thì sẽ chuyển giao nhà mình về thuộc quảng bá luôn, coi như là mình cũng đang học tập anh chị. Và đâu đó thuộc quảng bá nó đã có năng lượng trân trọng biết ơn rồi, nên là đôi khi anh chị muốn cái quả gì đó thì tới đó cũng kích luôn anh chị. Dạ, rất biết ơn nhà mình rất là nhiều và hẹn gặp lại nhà mình. Dạ, à, vào à, Nhân dân. Chúc dạ Tân có một khóa học thật là hiệu quả nhé, một chuyến đi rất là hữu ích để dạ về có thể chia sẻ cho mọi người. dạ Biết ơn em và cả nhà. biết ơn Thầy nhiều. Tân luyện được thật nhiều kim cương, biết ơn thầy Tân, biết ơn chị Thảo và cả nhà mình. À, Chúc cả dạ nhà. nhiều. À, chụp tấm hình làm kỷ niệm nha, cười cười đấy à. 2 3 rồi, đẹp quá, có chị Vân tham gia nè. Nãy giờ không biết chị Vân nghe công thức ba bước sao rồi.
Dạ có gì hỏi thì chị em mình trao đổi ha. Dạ có gì chị em mình, anh chị nào mà chưa chưa rõ và chưa hiểu thì có thể cùng trao đổi với Tân ha. Dạ rất biết ơn nhà mình rất là nhiều, và nếu như anh chị nào có xem video á và nhà mình muốn rõ thêm thì có thể kết nối cùng với Tân theo thông tin bên dưới, hoặc là về về cấu trúc con người, về khu vực tổng nghiệp, hay là hiểu về lộ trình thì anh chị có thể xem bên dưới trên kênh của Tân. Biết ơn cả nhà mình rất là nhiều vì đã hiện diện cùng với nhau. Biết ơn cả nhà.